hẹn hò nhau lần đầu thì thấy cô này cũng hiền, nhìn thì dễ thương mà dễ dụ quá nên là hốt luôn. Xong rồi có nhiều bữa đi nhậu về ha, cái để điện thoại đó cái thấy nó hiện lên anh đang làm gì đó, có người thì anh về chưa, sao lâu quá vợ rồi này kia, mà lúc đó xỉn ngủ mất tiêu rồi. Trời, lúc đó máu mình nó lên tới não rồi, mà mình ước chỉ được là ổng mà tỉnh dậy một cái là anh chết với mình thôi, mà cho ổng ngủ, nhìn ổng ngủ thấy cũng tội quá thì thôi không nhớ là gì ổng. Xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. À, xin mời hai em giới thiệu về mình. Em là Nguyễn Hoàng Linh ạ. Em hiện là làm nhân viên văn phòng bên mạng luật. Dạ, em 29 tuổi ạ. Còn em? Em là Trần Thị Cẩm Vân. Năm nay em 26 tuổi và đang là nhân viên kinh doanh. À, Vân. Dạ. Chị Hồng Vân xin chào em, Cẩm Vân. Dạ. Ở công ty sale danh của em cũng là Hồng Vân đó chị. Hồng Vân. Thế thì dạ. Hồng Vân và Lê Tuấn Anh. Em quên. Hồng Vân. Anh ta Hồng Vân. Cẩm Vân. Cẩm Vân. Cẩm Vân. Hoàng Linh. Là quen nhau trong trường hợp nào? Em thì hôm nay em ngồi trong phòng này, vợ em đi dạ, đi kiếm tìm kiếm khách hàng ạ. Thì vợ em qua gặp em, vợ em thò đầu vô hí cái xong cái nói là giới thiệu là bên công ty thẩm định gửi em cái hồ sơ năng lực, xong rồi cũng cho em số điện thoại thì cũng có nói chuyện qua lại một chút xíu. Lúc đó thì em cũng chỉ dạng như là thấy nhỏ nhỏ xinh xinh, có đeo mắt kiến ạ. Em mê bốn mắt. Ủa sao này không đeo? Tức là ấn tượng đầu tiên là mê một cô gái bốn mắt. Bốn mắt là thích đúng không? Còn đây lúc mà nhí vô một cái là thấy cái anh này á thì có thích hay không? Dạ, mới đầu vô thì tại vì thấy ảnh ngồi một mình trong văn phòng thôi nên là dễ tấn công. Thò đầu vô để làm quen. Nói chung là em ấn tượng nhất cái đầu tiên về chồng em thì là cái nụ cười của ảnh. Mặc dù đen đen xấu xấu thì chứ nụ cười dễ thương lắm. Rồi sau lần đó thì cứ một tuần em ghé một lần cơ quan của bên ảnh để làm quen rồi thân cho nó cái mức độ thân mật nó lên á. Tức là em chủ động tại em thích anh này trước hả? Dạ không phải em thích ảnh, nhưng mà tại vì công việc của em là phải thường xuyên tiếp xúc với ảnh. Từ lần gặp thứ hai trở đi thì em thấy anh này trời ơi, sao mà đàn ông nhiều chuyện quá à. Nói nhiều cực kỳ luôn. Từ bao lâu thì quen ta? Khoảng 6 tháng sau biết nhau. Biết 6 tháng nhau. Thì chính thức quen nhau đúng không? Đúng rồi. Rồi là quen nhau bao nhiêu lâu thì cưới nhau? Dạ một năm. Một năm, trong một năm đó em tấn công dồn dập dữ dội. Dạ không. Tại sao lại không mà lại lấy được cái cô gái này? Dạ thì lúc đầu thì không có xác định quen, em đến lúc hẹn hò nhau lần đầu thì thấy cô này cũng hiền, nhìn thì dễ thương mà dễ dụ quá nên là hốt luôn. Trời ơi. Dễ dụ dễ thương. Còn trước đó là em quen cái gu của em về nữ giới là như thế nào? Tức là người yêu em trước có mấy người thì toàn chân dài mà cao. Với lại mập nữa, em có gu mập, vợ cũng nhòm. Vậy tức là cái gu của em cái là gu mập, em là chân cái dài gu. Dĩ nhiên đừng có mập quá thôi ạ. Mà giờ cuối cùng tại sao lại lấy cô này? Tại vì em thì cái tính nết con người mình quan trọng, tính nết quan trọng chị. Thì nó không thấy hiền, dễ thương, rồi cũng biết lo nghĩ, rồi biết lo cho gia đình. Bây giờ tụi em đã có baby chưa? Dạ chưa, mới mà. Mấy mới 6 tháng. Chà, như vậy là trong 6 tháng đó em có vỡ mộng gì về cái người đàn ông này không? Lúc mà quen nhau thì ảnh luôn là dành thời gian cho mình, với lại hai đứa ở cũng hơi xa nên là không có biết nhiều. Thì lúc mà cưới về thì em mới phát hiện là anh này có tật xấu. Xấu gì? Mê đủ thứ hết anh. Dạ. Thôi thì thích đủ thứ hết. Với lại ở dơ nữa. Ở dơ nữa hả? Dạ. Rồi, bây giờ thích đủ thứ. Vậy gì cái thứ gì anh thích nhất? Nhất là mê game. Dạ, thứ hai là mê mấy hình. Game, chụp hình. Dạ đúng rồi, thứ ba là mê xe với lại đi phượt. Còn cái nữa mẹ không có chấp nhận được là mê nó gái là... Mê gái chắc kích với gái. Mà nếu mà đã có chữ gái như vậy chắc chắn là phải có hẹn hò. Em chỉ thấy là chat thôi, còn hẹn hò thì em không biết nữa. Em chat với những gì, những người con gái khác hả? Dạ chân dài chân ngắn em không biết nữa, nhưng mà nói chuyện thôi, xã giao bình thường thôi. Nói về cái gì đã đủ, chuyện gì thích thì nói. Sao không nói chuyện với vợ mình mà nói chuyện với em nói hoài luôn á. Em nói là cái người trước mặt mình nè, người ở với mình hàng ngày mình không chịu nói, mình không chịu quan tâm, mà đi hỏi thăm cái người nào ở xa lắc xa lơ không biết họ tên là gì luôn á. Có cái nào mà em đang chích chát với gái mà vợ em đứng phía sau lưng em không? Dạ có. Ủa sao kỳ ta, hỏi bên này không, bên này có là sao? Không, tại vì ảnh không biết đâu, tại vì em không bao giờ mà cầm điện thoại của chồng lên để kiểm tra điện thoại tin nhắn. Nhưng mà nhiều khi em đi ngang qua cái em liền cái là úp cái điện thoại xuống liền là em nghi ngờ. Nhưng mà em bỏ qua. Xong rồi có nhiều bữa đi nhậu về ha, cái để điện thoại đó cái thấy nó hiện lên anh đang làm gì đó, có người thì anh về chưa,
sao lâu quá vợ rồi này kia. Mà lúc đó xỉn ngủ mất tiêu rồi. Trời, lúc đó máu mình nó lên tới não rồi mà. Mình ước chỉ được là ổng mà tỉnh dậy một cái là ăn chết với mình thôi. Mà cho ổng ngủ, nhìn ổng ngủ thấy cũng tội quá thì thôi, không biết là gì ổng. Hồi nãy em có nói là mê game, mê gái rồi. Dạ. Còn cái nữa là chi tiết như là đi phượt. Dạ. Có bao giờ mà bỏ vợ đi phượt mà? Miết luôn anh ơi. Em rất là buồn, tủi thân lắm. Tại vì em là đi làm thứ bảy chủ nhật. Mà ổng đi là đi thứ bảy chủ nhật, cứ đi phượt miết luôn. Mà em sợ ma nó chứ, bỏ em ở nhà một mình. Đi phượt với mà ai? Thôi đi phượt thì đi không bao giờ đi mình đâu. Ảnh thì ảnh đi xe một mình ảnh, em không biết có chở ai không thì em không biết được. Chưa bao giờ đi phượt mà chở anh theo? Dạ chưa. Dạ, không phải. Chở người khác hay không? Dạ, cũng có lần vợ lần không anh ạ. Dạ, gái hay trai? Dạ trai em có, gái em có. Tại vì em muốn vợ cho em đi nhưng mà tại giờ em làm lệch giờ với cái ngày nghỉ của em á. Tại em chứ không phải tại ảnh đâu. Nhưng mà ảnh đi nhiều quá. Hình như tháng nào anh cũng đi á, hết đi phượt rồi xong rồi còn đi du lịch, đặt tour đi du lịch với mấy chị trong cơ quan nữa. Đi du lịch với mấy chị hả? Dạ đúng rồi, chứ không phải đi với mấy anh, đi mấy chơi phụ nữ nhiều hơn rồi đó. Nhưng mà thường em đi vậy là có cái sự đồng ý của bà xã không? Mà thứ em quyết là em quyết không có xin. Em không cần biết, coi như là đồng ý không đồng ý em cứ đi vậy đó hả? Xin thì cũng vậy, không khỏi xin. Đặt vé máy bay xong hết rồi, book tour này xong kêu em hết rồi không về, chỉ cần thông báo với vợ là mai anh đi Hà Nội với ai ai đó rồi xong. Vợ buồn, vợ khóc, vợ gì kệ vợ. Em đi nhiều ngày như vậy, có khi nào em nghĩ rằng là vợ của mình ở nhà nghĩ gì về mình không? Cũng tội nhưng mà đi thì đi, tại vì niềm đam mê nó dữ dội quá. Kệ anh. Cũng lo cho vợ chứ nhiều khi cũng, ví dụ như vợ ở nhà thì sợ ma thì cũng kêu em vợ kêu qua ngủ chung hoặc kêu vợ qua bên đó ngủ. Nhưng mà vợ không chịu, vợ cứ nằm nhà mình rồi cứ rồi lại điện thoại kêu sợ. Nhiều hôm đang đi chợ, đang đi cái mình gọi điện cho mình cứ kêu vợ khóc bù lu la lên khóc nhà kêu sợ ma. Nhưng mà giờ làm sao mình đi mất tiêu rồi. Mà rồi chồng em đi vậy á, em có hay suy diễn là ổng sẽ đi này đi kia nọ, rồi em có ghen tuông trong cái suy diễn đó không? Dạ không, nhưng mà em chỉ cảm thấy em tủi thân thôi. Thứ bảy chủ nhật em phải đi làm mà trong khi chồng em lại đi chơi sung sướng ăn uống này kia. Mỗi lần đi chơi là chụp hình đồ ăn này kia cứ post lên cho em coi gì đó chị. Thì chịu nổi không? Rồi à, em thấy thương vợ. Dạ thương chứ, thương nhiều. Rồi định ngày nào đi phượt tiếp. Khi nào có chương trình đi liền. Bạn này á, bạn nói bạn buồn mà bạn cười quá. Ừ. Nói, chị biết không, em buồn. Em buồn lắm. Mà tại vì buồn em... chị không biết em buồn hay là em không buồn. Hay em đang nghĩ là bởi vì mới 6 tháng cho nên vẫn còn lung linh, vẫn còn có cái gì đó nó. Dạ, em tính em thì cứ bộc lộ ngay từ đầu đến cuối nó cũng vậy thôi. Còn lúc đầu tại vì không chưa sinh hoạt chung ở chung nên là chưa biết cái đó thôi. Là em là cũng biết được là chồng em là như vậy đúng không? Em có biết không? Nói chung là hay là sau khi hôn nhân về em mới biết. Chỉ có mấy cái khoảng như chắc chắn với gái rồi mê game này kia thì sau khi về mới biết được. Đi làm về cởi cái bộ đồ cái là ngồi chơi game. Mấy ngày đầu em cứ tưởng là chơi game nhưng mà có mấy ngày sau cái em để ý là em thấy chắc chắn với gái nữa. Nhiều khi em giận. Vì có tật ngủ lắm, hồi xưa không có chồng sao, nhưng mà tự nhiên có chồng rồi cái không có chồng không ngủ được. Có khi chơi game tới 1 giờ em đợi tới 1 giờ em mới ngủ luôn á. Thế còn em vợ mộng ở gì về vợ của em? Vợ em thì tật xấu thì cũng không có nhiều nha. Điển hình lười ăn, bạo lực, đoạn với lại tỉnh. Tỉnh là sao chị? Vợ em tập trung à, nhiều khi đi lộn nhà chị vô vô mà vô lao thẳng nhà gặp người ta lao vô luôn á. Đừng về kể em nè, đầu cười em chết luôn á. Hôm bữa đi lậu lầu cái về kể em mà kêu vô trước nhà thấy có hai chậu hoa, cái bộ sao lạ, nhà làm mình lạ vậy. Vậy mà cũng có cửa vô, cái thằng kia nó mở cửa ra cũng lao vô cười đó, lao vô bước vô trong nhà luôn, nhà khác cái mới đi ra. Không biết là mốt có lộn giường không nữa không biết. Bây giờ chồng em đang sợ là em vô nhầm giường nữa đó. Bữa đó em vừa đi mà vừa suy nghĩ cái gì đó xong rồi em bấm lầu 13, tại vì nhà em lầu 13 thì cái xong mới lầu 11 cứ dừng lại à. Thì theo quán tính em bước ra em quẹo vô nhà em. Cái em thấy hai cái cây xanh trước nhà em đó. Chết, hôm nay ai mà để hai cây xanh trước nhà mình đẹp dưới trời thôi. Em thấy nhà em có đâu gì lạ, chắc là bạn của chồng. Sao em giật cái cửa vậy nè. Cái anh đó anh ra mở cửa, cái em cười với anh cái mà mặt ảnh đơ vậy nè. Em tưởng là bạn chồng em tới chơi. Cái xong cửa đầu em vô em quay qua bên phải cái. Xong rồi gặp nhau đó. Xong rồi cái em nhìn thấy cái bộ ghế salon đó. Ủa đâu phải nhà mình đâu ta. Cái em nói anh ơi em lộn nhà rồi. Cái anh đó mặt ảnh vẫn chưa hiểu gì nhìn tôi đâu. Vẫn còn đơ. Vẫn còn đơ mà em quê quá em bỏ đi. Trời cũng may chưa gặp vợ ổng. Dạ. Gặp vợ ổng là đơ. Gặp vợ ổng là vợ em đơ chứ không ổng đơ đâu. Bây giờ em muốn vợ em thay đổi điều gì? Dạ tật xấu thì thay đổi hết chứ giữ là anh chi ạ. Nghĩa là đừng bao giờ tỉnh nữa đúng không?
Giờ em muốn chồng em thay đổi điều gì? Mà mê chơi lắm, có nhiều khi bắt ngủ sớm thì cũng vậy, mò dậy sớm để chơi game nữa. Nên cảm em rất là bực mình. Chơi game thì có thể hạn chế nhưng mà đừng có chát chít với gái nữa. Rồi phượt là chấp nhận luôn phải không? Phượt thì cũng chấp nhận nhưng mà đi cái nó thưa ra thôi chứ đừng có dày quá, cứ một tháng đi lần, có khi tháng đi hai lần nữa. Không đi phượt tốt với chị. Người ta bảo nhàn cư với thiện cái gì, rảnh ông đi lớp đi bậy sao. Nhưng mà chồng em cứ nói là thôi em mà không cho anh đi, anh ở nhà cứ thứ bảy chủ nhật anh không biết làm gì, anh nghỉ quẩn rồi anh lại làm bậy rồi sao, thì anh đi phượt cũng không sao. Phượt luôn. Dạ. Rồi là chỉ mong muốn thay đổi hai điều đó thôi. Dạ, với lại cái ở dơ thì ấy chút. Vậy đó. Tại vì em bình thường ra đường tán đi với gái là quần áo rồi láng bóng rồi xịt nước hoa thơm phức, mà về với vợ thì không có chịu tắm, còn không chịu đánh răng nữa, bị nhổ mất cái răng rồi cứ bắt vợ phải ăn cháo chung mấy ngày trời luôn. Bây giờ em đánh răng cho ảnh đi. Ảnh luôn. Rồi những cái điều mà vợ em mong muốn em thay đổi, em có thay đổi được không? Chát thì chủ được rồi, bị ghen dữ quá bỏ rồi. Thôi chát là bỏ rồi phải không? Dạ. Chồng em nói vậy thôi chị. Bỏ rồi. Em phải tin chứ. Chồng em hứa với em không biết bao nhiêu lần rồi đó, mỗi lần em giận lên em khóc cái là nói lần này lần cuối chồng không chát nữa, chồng không chơi game nữa. Rồi xong ngày hôm sau y chang vậy. Đúng rồi, bây giờ vậy nè, sau chương trình này em ấy chép lại cái đĩa mà có chương trình này, ví dụ anh còn nữa thì cứ mở ra cho coi. Đừng có nói một cái gì cả. Nếu vậy thì giờ cứ em mở phải ra xem. Nếu vậy thì bây giờ em phải đề nghị anh hứa ở đây em dám không? Dạ. Mở đi là quay đi, máy quay phim quay cho chính xác, quay tận chắc cái mặt chưa cho tôi. Em hứa với vợ em thì em cũng bữa cũng nói vợ, giờ cũng hứa vợ là không, cũng không chát chít nữa. Game thì cũng bỏ, tại thấy cũng mất thời gian quá. Mà đi chơi chụp hình bỏ được, đam mê nghệ thuật với lại khám phá không rồi cái là không bỏ nhưng được mà không? Sẽ nói chung là hạn chế đi hạn đi chế. Đi lâu ngày. Còn em sao, chồng em nói em bỏ bốn cái em nhắm bỏ nổi không? Dạ. Em cần có một cái hứa của vợ em á. Đó gì? Không được bạo lực với em. Không được bạo lực hả? Nặng bụng em đau cũng chết à. Sao trời ơi quá à? cào bụng với cấu ngực. Thôi đợi chồng hứa rồi giờ mình hứa giờ đi. Dạ thì vợ hứa với chồng không có bạo lực với chồng nữa với lại. Nhưng mà mấy cái bạo lực là mấy cái bạo lực đáng yêu mà đau lắm. Dạ. Anh ơi xuống. Dạ. Bây giờ á chị muốn sao hai chồng đứng lên á nhìn nhau say đắm xong rồi ôm nhau một cái, hôn nhau một cái. Quá vậy đúng không? Quá vậy luôn. Đứng lên. Ngại lắm. Đứng lên cần. Đứng cho nào. Không đâu chị. Rồi, xin cảm ơn hai bạn. Anh này thì chắc là mê gái, mình gặp em lần đầu tiên là khen em đẹp, em trang điểm, em làm tóc này nọ. Cái lần đó thì em quyết định là đi gặp ảnh á, là em không trang điểm gì hết. Em để mặt mày em dính sơn, thử xem cái thái độ ảnh như thế nào khi thấy con người thật của em là như vậy. Thì em tới nơi cái em thấy ảnh mới đầu chắc nghĩ là cũng hơi bị dội. Chắc tính chạy nhưng mà suy nghĩ sao cái cũng ngồi nói chuyện với em. Vậy lúc đó Eric thấy Uyên xấu như vậy á, thì Eric cảm nghĩ sao? Thấy hết hồn không? Muốn đi luôn. Mà nếu đi thì mất lịch sự thì ở đó nói chuyện. Thật sự là muốn đi luôn đúng không? Trên bãi biển có bàn ăn và có đầu bếp riêng, có người phục vụ riêng và có hoa hồng rải đầy với lại nến khắp nơi luôn. Thì em nói ông này bị khùng làm gì tự nhiên chơi lớn như vậy. Xong rồi cái tự nhiên ông quỳ sụp xuống. Cái ông cầu hôn với em mà lúc đó em cũng run quá, em cũng không biết ông nói gì mà thấy nói quá trời luôn. Cái ông hỏi em bây giờ là will you marry me? Em không biết ông nói gì đâu, em rùng bùng lỗ tai. Cái em nói nãy giờ anh nói gì em muốn nghe, anh nói lại từ đầu giùm em đi. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào họ. Em là người nước ngoài đúng không? Đúng, dạ đúng. Dạ. Ủa sao chị hay vậy? Ủa nhưng mà sao chị nhìn sao mà chị biết là người nước ngoài vậy? Tại vì cái nét của em á nó cũng không có giống Việt Nam nhưng mà cũng không có hẳn, tức là hiện giờ là thực sự là không có biết là cái nguồn gốc thôi. Nhưng mà sao bạn lại nói được tiếng Việt? Em sống ở Việt Nam 6 năm rồi. 6 năm. Dạ. 2 năm ở Hà Nội, 4 năm ở Sài Gòn. Và em là người Mỹ là Nhật. Vậy là chị hay ha. Ảnh là gốc Đức á chị chứ không phải là gốc Mỹ. Châu Âu. Trời ơi hay quá. Ủa gì hả? Ủa gì ba mẹ là người ba có người là Đức? Ba là người gốc Đức nhưng mà sống ở Mỹ, còn mẹ là người Nhật. Rồi bây giờ Hân Hạnh chào hai em. Mời hai em giới thiệu về mình. Em tên là Eric Bielefeld. Năm nay em 41 tuổi và em làm kỹ sư máy tính cho công ty Mỹ. Còn em? Dạ em tên là Nguyên, em 35 tuổi. Em là nội trợ. Tụi em kết hôn được bao nhiêu lâu rồi? Dạ tụi em kết hôn vào ngày 1 tháng 1 năm 2011.
Có nghĩa là nay được 8 năm. Dạ, 8 năm hơn. Như vậy á, đây sẽ là một trong những cặp vợ chồng mà giống như chương trình đã nói với quý vị khán giả. Có nghĩa là mình sẽ có những cặp vợ chồng mặc dù họ vượt trên cái 5 năm, nhưng mà thứ nhất là cái cuộc sống của họ tương đối là đặc biệt. Có nhiều những câu chuyện thú vị để chúng ta có thể chia sẻ, từ đó chúng ta lấy những cái kinh nghiệm cho cái cuộc sống tương lai của những cặp vợ chồng son mới về ở với nhau. Thành ra là chương trình rất là vui đó, rất là vui khi mà tụi em có mặt ở đây đó. Hai bạn là đã có baby chưa? Dạ em có hai cháu gái, một đứa 6 tuổi, một đứa 4 tuổi. Hai bé đều rất là quậy. Ở bên kia hay về đây với tụi em? Dạ về đây luôn ạ. Tụi em hiện tại đang sống ở Việt Nam được 14 tháng rồi. Rồi bây giờ chúng ta quay trở lại với chương trình. Eric với Quyên có thể cho anh biết là hai bạn quen nhau từ khi nào và cái mối tình của các bạn nảy nở ra sao? Em và Quyên gặp nhau lần đầu tiên ở đám cưới của chị gái của Quyên. Và lúc đó khi em vào tiệc cưới, em lên cầu thang và thấy một cô gái rất đẹp, tóc xoăn, mặc áo đầm đẹp. Khi em giới thiệu với Quyên, em mới biết Quyên nói tiếng Anh rất giỏi. Thì em được nói chuyện thoải mái với cô ấy. Cho em thêm vô chỗ này, khi cô gái bằng tiếng Anh thì tự tin hơn. Đương nhiên rồi. Thế còn Quyên, lần đầu tiên em gặp anh ấy thì em có ấn tượng gì về anh không? Dạ thì đầu tiên em gặp anh này em ấn tượng giống như chị Hồng Vân nói vậy, thấy thằng cha này ngộ ngộ, tay không ra tay, ta không ra ta. Dạ nhưng mà lúc đó thì tại vì đám cưới Việt Nam anh chị biết rồi đó, cũng 600 khách thì mình cũng không có để ý là từng người khách như thế nào thì không có ấn tượng. Ảnh để ý em từ lúc đó, thì đến cái lần thứ hai gặp lại là ở đám cưới của cái người bạn, cũng bạn chung luôn. Thì ảnh, dạ đúng rồi, ảnh ngồi ảnh canh me sẵn. Đó là xin để được ngồi kế bên em. Xong thì ngồi nói chuyện với em, thì khi mà ảnh nói chuyện á, ảnh rất là thông minh ở chỗ là ảnh không có hỏi gì về cá nhân của em hết. Ảnh chỉ toàn hỏi về công việc thôi. Lúc đó em đang làm cho công ty quảng cáo. Thì em cảm thấy, ồ ông này chắc khách hàng tiềm năng gì đây, sao quan tâm dữ vậy. Xong cái ảnh mới hỏi xin em cái name card. Thì em nghĩ hồi chắc được thôi mình tặng đi. Thì khi mà em đưa ảnh xong rồi á, ảnh cất cho túi kỹ rồi nha. Cái mới nói thật ra là anh không có quan tâm đến quảng cáo, anh chỉ muốn làm quen với em xin số điện thoại thôi. Trời, lúc đó em muốn giật cái card lại ra luôn mà hết đường ra, hụt hẫng. Em đeo đuổi bạn này lâu không? Sau khi hai đám cưới đó, em và Quyên gặp nhau mấy lần, nhưng mà Quyên bình thường đến trễ hoặc là huy hẹn luôn. Và em thấy rất là bực mình, và không biết tại sao. Thì em nói chuyện với một bà thần và anh ấy nói chắc là Quyên có bạn trai rồi. Và đây là lý do không gặp em được. Tại vì lúc đó em làm cho công ty quảng cáo thì cái tuổi trẻ mình rất là sung sức, thì công việc nhiều lắm. Em hẹn anh, em ví dụ như hẹn 6 giờ đi, cái khoảng 5 rưỡi em gọi nói anh ơi chết em tới không được, em kẹt họp. Bây giờ anh ráng đợi tới 7 rưỡi đi. Cái 7:30 em gọi nói thôi chắc em đi không được luôn, anh về giùm em. Đó, cứ lặp đi lặp lại mà không phải em muốn mà tại vì công việc của em thôi. Sau đó thì tụi em không có liên hệ một thời gian rất là dài. Thì vô tình ảnh mới quen được một cái cô bạn làm chung công ty với em luôn. Cái anh mới kể là quen nhỏ đó mà nó chảnh quá, chắc nó có bồ nó này nọ. Thì cô đó cô nói không, nhỏ nó ế nhăn răng đó chứ. Nó còn ngồi cho công ty nó làm, tao chắc chắn là giờ chắc là nó còn làm tới sáng hôm sau đó. Thì anh mới biết thật sự là em bận thì dạ. Thì bẵng đến gần Noel năm đó đó, thì em cuối năm thì em phải nhắn tin chúc mừng Noel cho khách hàng. Cái em lười, em mướn nhỏ em họ của em cho nó 50.000 đó, giờ tao soạn sẵn tin nhắn mày nhắn hết vô khách hàng của tao giùm nha. Chỉ còn nhắn y chang vậy thôi. Thì nhắn theo group mà cái vô tình cái dính cái tên ông này vô. Cái ổng tưởng đâu là em nhắn cho ổng, ổng trả lời quá trời luôn. Cái em thấy ổng trả lời thì em không biết là em nhắn cho ổng. Em tưởng chùa ông này sao chung tình quá, bị mình xù độ cả 6-7 tháng nay mà vẫn như vậy. Cái em mới quyết định là gặp lại và kể từ đó là hai đứa gặp lại thường xuyên hơn. Lâu rồi không liên hệ với Quyên và khi bắt đầu gặp lại em thấy vui. Và lúc đó khi gặp nhau, đây là lần đầu tiên Quyên đến trước. Đến trước em. Dạ, bình thường đến trễ. Chuộc lỗi đó, ý như là Quyên chuộc lỗi với em rồi. Một lần á là ảnh hẹn em đi ăn, thì lúc này em nghĩ là chắc là em muốn thoát ế rồi. Chắc là phải làm sao cho ông này vô trồng thôi, chứ giờ hoài cũng không nói gì hết, kỳ quá. Thì hôm đó cái em mới nói là
anh này thì chắc là mê gái, mình gặp em lần đầu tiên là khen em đẹp, em trang điểm, em làm tóc này nọ. Cái lần đó thì em quyết định là đi gặp ảnh á, là em không trang điểm gì hết. Em để mặt mày em dính sơn, tại vì nhà em đang sơn sửa nhà đó. Rồi tóc tai bù xù, rồi em mang dép kẹp. Cố tình làm xấu đó. Dạ em cố tình, không em xấu sẵn anh, nghe là nó không trang điểm đâu. Cái em đi gặp ảnh, thử xem cái thái độ ảnh như thế nào khi thấy con người thật của em là như vậy. Thì em tới nơi cái em thấy ảnh mới đầu chắc nghĩ là cũng hơi bị dội, chắc tính chạy, nhưng mà suy nghĩ sao cái cũng ngồi nói chuyện với em, xong rồi cái hai đứa bắt đầu quen nhau từ hôm đó. Vậy lúc đó Eric thấy Uyên xấu như vậy á, thì Eric cảm nghĩ sao, thấy hết hồn không? Muốn đi luôn mà nếu đi thì mất lịch sự thì vẫn ở đó nói chuyện. Thật sự là muốn đi luôn đúng không? Thật là em không chỉ muốn gặp phụ nữ đẹp, muốn cô gái đẹp, thông minh, thân thiện, tất cả. Thì nếu một lần không mặc mặc áo đẹp thì cũng không sao. Không sao. Coi như là ngày hôm đó là tụi em chính thức quen nhau. Dạ đúng rồi, hôm đó anh rủ em đi cái quán cà phê, lúc đó là cà phê bệt, mình ngồi dưới đất anh. Cái ngồi nghe nhạc sống, có ca sĩ hát chay cho mình nghe thì rất là lãng mạn. Cái ngồi cái thò tay nắm cái. Em có giật lại không? Dạ em khoái mà giật lại gì. Trời có nhiêu đó. Trời có nhiêu đó. Bao lâu thì em cầu hôn? Bao lâu thì Eric mới cầu hôn em? Dạ khoảng chừng đâu 1.5 năm tụi em quen nhau á. Thì ảnh cầu hôn, mà cái cầu hôn của ảnh rất là đặc biệt. Mà em phải nói là em ngạc nhiên luôn. Đó là ảnh bí mật sắp xếp á, là tặng cho em 12 đoá hoa hồng trong 12 dịp khác nhau, thông qua một cái người thân của em. Có nghĩa là mỗi đứa hoa hồng đến á là sẽ có thèm theo một món quà và một cái người nào đó đưa cho em, mà em không biết người đó là ai, và kèm theo một cái lá thư kiểu như rất là bí hiểm, như là sẽ có một cái chiến dịch 12 đoá hoa hồng, và khi mà em nhận đủ 12 đoá hoa hồng sẽ có một cái chuyện gì đó rất lớn xảy ra. Thì em đang làm việc ở công ty, cái đoá hoa hồng đầu tiên đến là có cái anh ở cái quán cà phê Highlands, anh gọi cho em, anh kêu là à, chị ơi có một cái người nó tặng cho chị ly cà phê và đoá hoa, mời chị xuống nhận. Thì em xuống em nhận lên, em cũng không biết ai, em lọc ra em thấy lá thư, thì em về em cũng khai thiệt. Em nói là anh ơi, hôm nay có thằng nào khùng khùng tặng em bông thú quốc. Thì em không biết của ổng, nhưng mà kiểu như là mình thật thà về mình khai thôi. Thì ổng cũng nghe nói chết rồi, cái bông hôi quá, chắc hôm sau đổi đi mua bông chỗ khác. Đến khoảng cái đó hoa thứ 5, thứ 6 thì em biết là của anh này rồi. Đến cái đó hoa thứ 10 là một cái vé máy bay đi Nha Trang, và ngày hôm sau là phải đi liền. Thế là em cũng ngạc nhiên, nhưng mà cũng ham đi chơi. Cái hôm sau gọi điện thoại lên công ty cáo bệnh, đi Nha Trang với anh này. Thì ra tới đó mới biết là ảnh thuê riêng một chiếc thuyền chở tụi em đi lặn. Xong rồi đi lặn về sẽ chở đi ngắm hoàng hôn. Thì sau khi ngắm hoàng hôn xong, cái thuyền chở hẳn em đến một cái bãi biển riêng mà ảnh thuê riêng luôn. Trên bãi biển có bàn ăn, và có đầu bếp riêng, có người phục vụ riêng, và có hoa hồng rải đầy với lại nến khắp nơi luôn. Thì em nói ông này bị khùng làm gì tự nhiên chơi lớn như vậy. Xong rồi cái ổng mới dắt em đi dọc theo bãi biển, đi xa xa để cho cái người đầu bếp họ không nghe mình nói gì đó. Cái tự nhiên ông quỳ sụp xuống. Cái ổng cầu hôn với em, mà lúc đó em cũng run quá, em cũng không biết ổng nói gì mà thấy nói quá trời luôn. Cái ông hỏi em bây giờ là will you marry me? Em không biết ông nói gì đâu, em lùng bùng lỗ tai. Cái em nói nãy giờ anh nói em muốn nghe, anh nói lại từ đầu giùm em đi. Ông cũng nói lại từ đầu, cũng nói thiệt là dài. Xong em cũng lùng bùng lỗ tai, em nghe không được. Cái em nói anh ơi giờ anh nói lại lần nữa đi. Cái ông nói bây giờ có lấy cái nhẫn không? Không lấy nhẫn là anh đấm vô mặt cho cái bây giờ. Trời ơi, trời ơi. Thật mà. Cái đó là bực thiệt đúng không? À, Eric. Nói đùa thôi. Thì lúc đó em chìa tay ra liền, thì đem nhẫn vô là xong luôn. Vậy thì là bao lâu tụi em mới cưới nhau? Dạ thì 6 tháng sau tụi em cưới nhau. Em cảm thấy em rất là may mắn. Lúc em lấy chồng á, thực sự là em yêu ảnh, nhưng em không biết là ảnh tốt đến như vậy. Người ta nói lấy chồng là loại tật xấu đó, mà thật ra lấy chồng em là loại cá tốt ra. Đó là ảnh cực kỳ tốt ở cái chỗ là biết chăm con. Giống như em lâu lâu cái em quải giỏ, em đi chơi mấy bữa là ảnh ở nhà chăm hai đứa con luôn á. Dạ. Chết rồi chị ơi, bây giờ chuẩn bị tới cái phần giặt mặt bây giờ nhau, khui tật xấu nhau. Bây giờ em nói gì rồi, bây giờ có tật xấu gì của anh đâu nữa mà anh, em kể cho anh nghe. Anh có tật xấu gì không? Ráng dạ, bươi dạ có coi. Nhiều lắm, nhiều. Trời lắm. Ơi có nhiều lắm. Chồng em á thì bê bối, thì em nghĩ đàn ông nào thì đa số đều là bê bối, chắc đây cũng vậy. Trời ơi, bác khẳng định mình luôn à. Không, tại vì em chê chồng em phải chê mé mé nữa chứ không có. Ví dụ như đi tập gym về đi, cái tụt cái quần xuống, cái để cái vòng tròn ở dưới đất, cái còn đi ra bước ra và cái bước ra cái đi luôn.
Dạ, xong cái để đó khi nào em dọn thì thôi. Với lại lâu lâu thì anh cũng có đi nhậu. Mà đi về cái hay bị ói. Mà đi mỗi lần đi là đi luôn tới 2-3 giờ sáng. Về cái mỗi lần là ói. Mà rất là sợ. Vừa thấy mặt em mở cửa ra một cái là anh lỡ anh ói là anh xin lỗi em. Xong em thấy tội tội thì em tha. Thôi nhưng mà anh thấy quá dễ thương. Cảm ơn. Tới em đó. Rồi Eric, Quyên có thật xấu gì không? Dạ, anh có tội gian không? Bởi vì Quyên có nhiều thật xấu. Em cứ nói đi, em cứ nói đi. Nói đi. Đây là cơ hội để em vì, nói đó. Vì Quyên mê ngủ. Mê ngủ. Luôn luôn ngủ trễ. Bình thường em thức dậy trước, sau đó hai con, cuối cùng là Quyên. Và đó nghĩa là em thức dậy là em lo cho hai con hết luôn. Và em phải nói với Quyên, vợ ơi, thức dậy đi, hay còn phải đi học. Và rồi còn gì nữa? Mê ngủ. Khi Quyên giận, nhìn rất đáng sợ. Giống một người giống như con lion đó, giống như con lion đúng không? Yeah. Có giống không? Giống như bị khùng hả? Và lúc đó em phải chỉ im lặng, không nói gì. Nếu nói Quyên không nghe gì cả. Có đập đồ không? Thỉnh thoảng điện thoại một lần. Một lần điện thoại có đập chén không? Đập bát ăn cơm á. Có đập không? Chưa. Và nữa là bàn chân Quyên bị nứt nẻ. Giống dây nhám. Dây nhám. Tại mình ở Mỹ da nó khô quá chị. Bên Mỹ chị đi chị biết nó khô hơn ở Việt Nam nhiều. Thì qua bên đó hay bị nứt gót chân. Nhưng mà bây giờ mình đang ở Việt Nam vẫn như vậy. Em bị thiếu chất á. Dạ em cũng nghĩ vậy. Rồi còn gì nữa không Eric? Thế thôi. Tại nói chung về cũng muốn em nấu cơm cho ăn nên đâu có dám cui tiếp. Eric có muốn vợ Eric thay đổi cái gì không? Dạ em nghĩ em rất may mắn gặp người tốt giống Nguyên. Thì em không muốn thay đổi nhiều. Em chỉ muốn Nguyên tập thể dục một chút nữa. Để tốt cho sức khỏe. Rồi còn Nguyên, Nguyên muốn anh thay đổi điều gì? Em nghĩ anh cũng không có cần phải thay đổi gì hết. Nhưng mà chắc là phải tập thể dục nhiều hơn để cho hai vợ chồng khỏe mới có sức đi chơi. Thật ra với vợ chồng của Nguyên với lại Eric á, Vân rất muốn chia sẻ với quý vị khán giả cho tới bây giờ là tụi Vân đã làm chương trình Vợ Chồng Son là được gần 5 năm trời rồi. Tiếp xúc với rất là nhiều những cái cặp đôi. Nhưng mà có một cái điều Vân để ý, Vân thấy gì nè. Tất cả những cặp vợ chồng nào mà những cô gái Việt mà lấy chồng nước ngoài á, khi mà các bạn lên đây tham gia thì Vân đều có một cái cảm nhận là cuộc sống của những người vợ mà lấy chồng nước ngoài họ rất là viên mãn. Xin cảm ơn vợ chồng Eric và Nguyên đã cảm đến đây chị. Với chương trình Vợ Chồng Son. Xin chúc cho hai bạn trăm năm hạnh phúc. Rồi, cảm ơn tụi em. Chào anh chị. Em chuẩn bị là ngày hôm nay là xuống hỏi gia đình cưới em á, là ba mẹ anh xuống á, là trước ngày đó rủ gái hay chưa. Nhưng mà nhiều khi đang nằm ngủ vậy giật mình như vậy, anh đi chơi với gái sao? Vậy mà vẫn còn bị ghen nữa. Nhưng mà có nhiều đêm về nhà ôm tivi coi điện thoại rồi này nọ tới 3-4 giờ sáng mà không thèm quay qua ôm em ngủ, bực mình kinh khủng luôn. Vợ chồng em gây lộn tại chị Dân với anh Thuận nhiều lắm. Xin chào hai em. Chào chị. Rồi, giới thiệu về mình. Em tên Thái Sơn, em năm nay 29 tuổi. Hiện em đang làm quản lý về tòa nhà. Còn em? Em tên là Nguyễn Ngọc Lan Chi. Năm nay em 22 tuổi và hiện là sinh viên. Chi vẫn còn đang đi học hả? Dạ. Dạ em đang học thêm vậy? Văn bằng 2 nữa. Dạ. Tụi em là cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ 6 tháng. 6 tháng là cũng mới đây thôi. Dạ. Nhưng mà cái quá trình quen nhau lâu chưa? Dạ tụi em là làm lẹ lắm anh. Đừng nói quen nhau 7 tháng cưới nhau mà. Không có, quen nhau có 4 tháng anh. Quen được 4 tháng là ảnh xuống nhà em hỏi cưới luôn rồi. Chà, dữ dội nha. Cô sinh viên này khá là xinh xắn cho nên là chắc chắn là trong cái chuyện mà tình cảm của các bạn là chắc chắn là anh này mê mẩn với cô này đúng không? Ai mà không thích cái đẹp anh. Em gặp bạn này ở đâu? Dạ không, này thì để vợ em nói. Ủa là sao? Cách đây khoảng 11 tháng á, em gặp ảnh lần đầu tiên ở quán ăn. Lúc đó là ảnh đi ăn với người yêu của ảnh. Xong rồi em quay lại em kêu tính tiền á, thì em thấy anh này quen lắm luôn, gặp ở đâu đó rồi. Khi em đi về em mới lật Zalo của em ra coi thử. Thì ảnh với bạn em cũng lâu lắm luôn rồi. Tầm cả năm trời em không thèm trả lời. Xong rồi tối đó em mới giả bộ nhắn tin hỏi là có phải anh đi ăn với chị người yêu không. Khi hai đứa nói chuyện qua lại. Rồi nói chuyện qua lại. Dạ. Cái ảnh kể với em là ảnh sắp chia tay với người yêu rồi. Ảnh buồn quá. Vậy đó hả?
Chia tay mà có kế hoạch luôn á hả? Dạ. Có hết chị. Ở sao thay sợ? Dạ thì cũng đang cãi lộn với bên kia, cũng sắp chia tay rồi. Dạ. Nhìn có đâu có con bé xinh xinh vô chạy vô hỏi mình vậy thì mình mới mạnh dạn chia tay. Mạnh dạn chia tay luôn. Anh nói với em á là kiếm con nhỏ nào bạn em á là ma chảnh đi, anh buồn dữ quá. Mà em thì bạn gái em nhiều lắm, mà em kêu đưa số điện thoại cho là không chịu lấy, cứ ngồi nói chuyện với em biết vậy đó. Nói chuyện cái hồi cái 2-3 ngày sau cái xin vợ gì á, cái là anh nói hẹn thứ bảy tuần này đi ăn với anh nha, đi chơi bạn bè thôi. Xong rồi em mới đi. Rồi khi mà lên rồi gặp nhau thì sao chị? Cũng mắc cỡ, tại vì em chưa bao giờ gặp cái kiểu mà chat trên mạng xong ra ngoài gặp, thành ra em cũng run lắm. Mà gặp ảnh cứ nhìn em ăn mà cứ nhìn em cười, em ngại không chịu được. Kêu đồ ăn ra ảnh không ăn, nhờ ảnh nhìn em cười con vậy hả? Dạ, em tưởng là mặt em dính gì hay là sao đó làm em ngại muốn chết luôn. Tại vì bình thường á nói chuyện thì là rất dữ, anh hiểu không? Nhưng mà ra gặp em cái ngồi giống như là e thẹn lắm hay này nọ, mắc cỡ cái gì. Im re ăn cũng từ từ hay gì đó. Không, mà tính em ăn thì từ tốn. Anh tưởng em diễn hay gì á. Nhưng mà cái ấn tượng của em gặp cổ ở ngoài đời á thì là lúc đó cái ấn tượng của em chỉ biết chơi mạng mà. Thường thường là 360 độ là nhiều lắm. Mới đầu mình cũng lo sợ em là lấy em này đi vô trong 360 độ xong ra ngoài rồi có gì này nọ khác không. Nhưng mình ra mình nhìn thấy cũng ok, cũng xinh, cũng mắt to rồi da trắng rồi này nọ. Tính em thích trắng. Rồi từ lúc mà ăn đó cho đến lúc quen nhau là bao lâu? Tuần lễ. Yêu nhau tuần lễ. Tuần lễ em làm lễ lắm, phải 4 tháng là cưới rồi. Rồi nóc ao dữ dội luôn. Rồi cái lúc mà đám cưới thì là có suôn sẻ không? Em chuẩn bị là ngày hôm nay là xuống hỏi gia đình cưới em á, là ba mẹ anh xuống á, là trước ngày đó đủ gái chưa? Nghĩ sao mà ngày mới đám cưới đám hỏi người ta rồi bữa nay còn dắt người khác đi chơi vậy? Đâu có đi đâu. Thế sao đem tin hỏi nhà? Nhắn tin thôi. Em nói là bây giờ trong tin nhắn là nhắn tin hỏi nhà em ở đâu, anh qua chở em đi nha hơn đi, vợ này nọ. Trời em điên lên lắm. Cái điên lên là em làm gì? Em đòi chia tay. Rồi anh nói sao? Năn nỉ, khóc rồi nói lúc em bỏ đi tắm. Mẹ kêu là trời nó quỳ nó năn nỉ luôn á. Thế thương lắm, tha nó đi này nọ. Mẹ đâu tin đâu vậy. Cái xong rồi cái em của em cũng năn nỉ em giùm ảnh luôn. Rồi cuối cùng được á sao? Được chứ anh. Đến lúc ba em năn nỉ em á thì dữ quá anh... mà chơi chưa quyền. Em mới thành cho mẹ năn nỉ ba năn nỉ giùm luôn. Chiêu khóc quá chị, ba em thấy khóc ba em tội. Ba em có con trai mà nhà em ba đứa gái vậy. Thành ra ba thấy tội quá. Cho nên ba mới năn nỉ em, tin ba một lần đi. Ba lấy uy tín trách nhiệm của ba bảo vệ nó lần cuối cùng. Không là em siêu phàm thiệt đó. Giờ chắc em về bên cưới về, giờ chắc bên gia đình vợ chắc cưng lắm rồi sao? Dạ. Ba em thương ảnh lắm. Chị muốn hỏi bạn này nè, lý do gì mà em muốn cưới nhanh dữ vậy? Em đi chơi nhiều nhưng mà em thích một người nào đó phải hiền. Ít đi chơi. Tại vì mình đi chơi nhiều mình... Không, em nhiều khi em cũng đi chơi đâu anh. Thời đó 10 năm trước còn đi chơi chứ giờ hết đi rồi. Thì giờ thì nói chung là anh vậy nên em thấy vợ em ok vậy thì em thích. Mà em thích thì em làm liền. Làm liền xin cưới luôn. Dạ. Em tính em thì em đi học xong đi về nhà em ở nhà thôi chứ không đi đâu chơi hết. Ảnh kiếm người theo dõi em mấy ngày liền á. Chứ đâu phải dễ đâu chị. Vậy hả? Luôn. Kiếm thám tử theo dõi luôn. Thì qua bà nó ngồi 2-3 ngày vậy á. Rồi có thì phát hiện ra điều gì không? Sau mấy ngày đó thì ok thì vẫn là đúng là như vậy. Em nói vậy gái gì cũng được rồi. Trời ơi, cưới luôn cho rồi á. Ảnh nói là anh gặp em là anh mê em dữ lắm mà anh không thể bỏ lỡ được em. Mà sau này mới phát hiện ra là đi canh chừng em vậy luôn vậy. Vậy mà khi mà em biết ảnh canh chừng em như vậy thì cảm giác em như thế nào? Ai canh em thì canh, ai muốn tìm hiểu gia đình em sao cũng được, em là vô tư. Rồi, cũng nghĩ sau khi đám cưới em vỡ mộng về chồng em có những gì thay đổi không? Kể miên man luôn không hết chuyện. Kể như cái gì mà nó ghê gớm nhất á. Tiếp tục 4 tháng sau khi đám cưới á thì ảnh lại nhắn tin với cô gái khác nữa. Gái khác nữa. Bữa nay dùng chiêu khác nữa. Là ban đêm thì ở với em mà cho nên nói ban đêm anh đi làm rồi. Em nhắn tin với anh ban ngày thôi. Mà ban đêm ai làm chị? Xong rồi cái còn ghen ngược với con bé kia nữa. Kêu là bộ em nhắn tin với trai sao nhắn tin với anh. Rồi này nọ. Rồi em tức sôi máu. Cái em đòi chia tay. Tại vì hứa với em là không bao giờ nhắn tin với một người nào nữa. Lòng tin đặt thêm một lần nữa mà bị mất á chị. Rồi lúc đó là em không biết sao. Nước mắt nước mũi nó chảy vàng vụ luôn. Tủi lắm chị. Rồi sao? Rồi có quỳ năn nỉ nào? Là ba năn nỉ, mẹ vô năn nỉ liền luôn khỏi quỳ. Mẹ em tách hai đứa ra hai phòng để nói chuyện. Em kêu là em kiên quyết rồi. Cái mẹ kêu là có phải là chuyện con nít chơi đồ hàng đâu mà muốn cưới cưới, muốn chia tay chia tay. Cái là mẹ cũng phân tích là vợ chồng sóng gió cãi nhau đó là chuyện thường tình rồi. Cho nên cái gì bỏ được bỏ nó cũng chưa làm biết, gì vậy. Mẹ có biết là em muốn ly dị là vì anh chat với gái khác không? Dạ biết. Vậy mà mẹ, mà mẹ em thuộc dạng á đông chị. Kêu là phụ nữ là chăm nhà, chăm con, chăm này, chăm cuộc sống đình hạnh phúc hay không là ở người phụ nữ. Thành ra mẹ nói là thôi cứ
dùng cái bản tính của cái cách của con mà để uốn nắn nó lại từ từ. Cái đó mới hay chứ hả? Cái lấy nhau xong mà chưa gì ly dị nó đâu có hay nữa. Nó phải con gái của mẹ. Lúc đó em cũng còn thương chị. Ủa lúc đó vẫn còn thương mà bây giờ còn không? Dạ con. Bây giờ em vẫn thương chứ. Để em phải nói là tại vì em thương. Dạ, tại vì em chứ thương. Không phải là lúc đó em còn thương. Hết hồn. Lúc đó còn thương, giờ hết thương. Giờ hết thương. Có những giây phút em hết thương luôn á chị. Em tức quá mà không còn cảm giác thương yêu gì nữa hết á. Rồi sao? Sơn. Nói chung mà em bình thường thì em chỉ nhắn tin chơi vậy thôi chứ thật sự là cũng chẳng có gì. Nhưng mà theo quan điểm của em á, tất cả mọi vấn đề đều từ tin nhắn mà ra. Tại vì ảnh quen với em từ tin nhắn với mạng ra. Giờ chị hỏi em nè, ví dụ giờ Sơn lặp lại thêm lần nữa thì em có bỏ qua nữa không? Dạ chắc không chị, nghĩ cũng quá tam ba bận, cũng không có thể nào mà cứ vị tha hoài vậy. Tại vì là em sống rất là đàng hoàng. Em nghĩ sao Sơn? Thì nói chung là cứ sợ là em này nọ không. Thật sự vợ em thì cũng ít ghen lắm, nằm mơ luôn à chứ không bình thường. Nhưng mà nhiều khi đang nằm ngủ vậy giật mình như vậy, anh đi chơi với gái không? Mình thật sự em cũng suy nghĩ là em thời gian nào để em đem đi chơi với gái, làm xong là em đi về nhà chứ em không giờ mà em đi chơi bạn bè tụ tập thiệt cũng thằng năm chắc được mấy lần á. Cái đó thì em xác nhận. Em thì em không có thích đi tụ tập vậy mà vẫn còn bị ghen nữa. Nhưng mà có nhiều đêm về nhà ôm tivi coi điện thoại rồi này nọ tới 3-4 giờ sáng mà không thèm quay qua ôm em ngủ, bực mình kinh khủng luôn. Vợ chồng em gây lộn tại chị Dân với anh Thuận nhiều lắm. Sao vậy? Sao vậy cưng? Em coi chương trình này nè, coi tới 2-3 giờ sáng cứ coi hoài vậy đó. Coi hết xong rồi giải quay giờ có ngủ hay không? Em hỏi nhẹ nhàng lắm, chị Dân có đi ngủ không? Cái là bình thường mọi ngày thì kêu là tắt đi điện thoại ngủ. Cái nhiều khi biết bị ai nhập hay sao trợn mắt lên nhìn em. Em mệt đúng đi này kia nọ, không biết coi gì mà phải giật mình với em như vậy. Hồi nãy đó Sơn mới nói là coi chương trình Vợ Ông Sơn đó. Cái đó là muốn hỏi là hai vợ chồng em ai là người chủ động đăng ký tham gia chương trình này? Ảnh, em có coi đâu mà em biết. Sơn muốn tham gia chương trình này với mục đích gì? Thì giờ em cứ nói là em đi chơi đồ này nọ hoài, giấu giếm quen người này người nọ. Giờ sẵn lên sóng truyền hình ai cũng biết. Ừ, anh có vợ rồi, khỏi mất công đi đâu nữa. Giờ có cô gái cô cũng không được nữa. Đó là mục đích chính của em. Dạ đúng rồi. Anh đặt cọc em ở bình thường á là cứ là nói em ừ sao che giấu về vợ gì. Nói thiệt em có vợ là em cứ la lên làng ai cũng biết á. Mà em xác định chừng nào có em bé? Chắc cũng phải 2018 rồi. Dạ em còn trẻ mà, 2-3 năm đó thành vấn đề. Có em già em sợ thôi chứ. Cái đó là chiều theo ý của vợ đúng không? Chứ còn trong sâu thẳm trái tim của em thì em muốn có con không? Chung vợ em cũng còn nhỏ, lớn lên tí thì mới khỏe. Không dám đâu, em mà nhỏ em không có ở với ảnh lâu được. Hồi xưa không dám nói với em một tiếng nào lớn tiếng hay trợn mắt bây giờ không? Trợn mắt lên nạt nội em, biết là những người nào mà gọi mà nhầm số. Ảnh trợn mắt lên, ảnh ghen chưa, với em đó phải. Lúc đó em chưa bắt máy, thằng nào gọi mà không chịu bắt máy. Sơn ghen dữ vậy đó hả Sơn? À, nhiều khi em cũng ghen lắm, mà ghen trong ngày chị. Cái trong ngày là trong sao? Ngày thôi hả? Là sao? Xong cái đó là thôi. Bây giờ em còn có suy nghĩ là kiếm đứa nhân viên nào đi theo dõi vợ nữa không? Không. Nếu như trong trường hợp sau này vợ em đi làm. Cái chị đi làm nan giải với em luôn. Sao? Em muốn đi làm. Ảnh nói là đi làm thì em nắng nôi quá tội nghiệp em. Để đó cho ảnh mà em thiệt tính quen ba mẹ nuôi em là em đã cảm thấy em xấu hổ. Mà bây giờ đến thêm chồng nuôi nữa thì em mới thiệt. Em cảm thấy như mình ăn bám cái này nọ gì á với chồng á. Gia đình chồng kêu qua làm em cũng làm luôn, em không thích. Cái xong rồi cái em cũng đi xin ở ngoài. Mà tính em thì ra nắng chứ là em cảm thấy em mệt. Anh la lên là không làm được cái gì tích sự gì hết nên đừng có đi làm nữa. Mà nói câu đó thì em thấy mình còn vô dụng ác nữa. Thành ra em còn quyết tâm đi làm cho bằng được. Cãi nhau suốt cái vấn đề đó. Mà anh không muốn cho em đi làm hay sao? Dạ không muốn cho em đi làm. Hồi đó em xin vô làm thư ký văn phòng cho công ty kia kìa. Cái ảnh nói là làm thư ký bắt cặp đi xếp suốt ngày này nọ. Làm sao mà có chồng còn vậy vậy vậy. Cái ảnh la lên một cái. Em thì em chồng thích thì em thôi. Có nghĩa là giờ em có ý định là em sẽ đi làm không? Dạ. Hay là em học xong em định đi làm. Và anh cứ nói là học đi rồi học nữa đi, học văn bằng 2, văn bằng 3 rồi đó, cứ đi học đi. Không sao đâu. Học tới già mà em mướn chứ. Ở chồng ở nhà rồi chồng dạ, em ở nhà suốt mà nhiều khi em ở nhà quá em tủi chị cứ lủi thủi mình ên á. Mà em có biết là vợ em có những cái tâm trạng vậy không? Có chị, nói chung là cũng có hiểu. Vợ em tính thì vợ em vậy đó, tính hay suy nghĩ đồ này nọ, làm quá vấn đề lên thì phải. Thấy chuyện đó đơn giản lắm, đối với em dễ lắm, chuyện gì giải quyết cũng được đó. Em là đơn giản lắm, ví dụ như thích cái này ok làm cái này, còn không thích thì thôi dẹp qua bên, chứ đừng nói ví dụ em muốn làm cái này mà em sợ cái này thôi vậy thôi sợ thôi khỏi làm dẹp luôn đi, tính em vậy á. Em thì nhiều khi em buồn thì là buồn vấn đề không phải nói được, nhiều khi buồn ảnh thì cũng vậy, hay là buồn gia đình ảnh cũng vậy, làm sao em nói được. Xong mà em chỉ nói là em buồn quá bực mình hay sao á, ảnh nạn cái em tủi em khóc liền á. Không bây giờ tóm lại điều em mong muốn ở Sơn thay đổi điều gì? Em chỉ muốn ảnh là đừng có mà nói chuyện với em thô lỗ cọc cằn.
kiểu mà trợn mắt lên nói chuyện với em, quan tâm em xíu là em cảm thấy ok. Có mong muốn là sau này ảnh phải ủng hộ em cái việc đi làm bên ngoài không? Đi làm thì em chắc chắn phải đi làm rồi, để còn lo gia đình của em rồi lo gia đình của hai vợ chồng sau này nữa. Chứ làm sao mà cái kiểu mà cứ ngồi sau lưng chồng ăn mà nhiều khi cầm tiền chồng mà cũng rưng rưng nước mắt sao chị? Cái đó em sợ lắm. Thế em mong muốn giờ em thay đổi điều gì? Nói chung là ít nhõng nhẽo, là ít nghĩ sâu xa hay là làm quá sự việc lên á. Nói chung muốn gì thì cứ nói, giải quyết lẹ. Trời ơi chị thấy gì nè, chồng em á, thứ nhất là lớn tuổi hơn em, nhưng mà ảnh á thì lại, con người ảnh lại đơn giản, không có phải là cái kiểu mà bắt mọi người phải đón ý mình, cái dạng đúng kiểu là cái người mà nghĩ sao nói vậy đó. Còn em á lại là muốn chồng là ông bụt phải hiểu ý của mình là muốn cái gì, chứ còn không có muốn mình tự nói ra. Hiểu? Tại vì lúc đầu anh phải tự hiểu em muốn cái gì luôn. Đó, đầu thì không phải, tại hiểu quá nên biết cái vấn đề nó chẳng là gì hết á, vì làm quá lên thôi. Thì đó, ở đây cái vấn đề đó nó va chạm là ở chỗ đó. Còn á, cái cam go của em ở đây là đã cái người mà hay suy nghĩ mà em để cho ở nhà từ sáng tới chiều á, là cái sự suy diễn nó tăng lên gấp 10 lần cái người bình thường. Trong em nhà. Hiểu không? Thì bây giờ á, cái việc của tụi em á là em đừng có nhốt nó từ sáng tới chiều. Không, em cho đi mà không đi. Nghe sao là giả em thiệt luôn. Đúng là em sợ vợ em tiếp xúc ở ngoài á, sợ chưa có quen va chạm á, cái điều đó là đúng, nhưng mà sợ là một chuyện, nhưng mà phải cho va chạm, thất bại một hai lần á thì mới lớn lên được. Vấp ngã đi rồi em sẽ trưởng thành thôi. Rồi, dẹt cái đi ai trong. Em đâu có gì đâu, phải về thôi. Thường thường thôi mà em chỉ có ôm và hung vậy thôi. Đó, 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 thể hiện đó. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Xong cái kêu em, mày xin trương thọ mày cua giùm tao. Trời ơi. Cua giùm, cua giùm. Cũng là, ok, tao cua cho. Về cái em chặn đường xe đạp vợ lại. Em quăng cái số điện thoại của em, quăng vào xe về nhắn tin cho tôi nha. Thế là về cứ hai đứa nhớ ăn lại. Nghĩa là bạn kia, cái thời gian đó em buồn quá, em mới hẹn ảnh đi uống cà phê, xong rồi đi dạo. Xong rồi em cảm thấy mệt mỏi, em ôm ảnh, xong ảnh đơ rồi, em cũng đơ luôn. Ảnh đơ lạ. Điện 500 kV. Trời ơi, đơ đơ. Hỏi thiệt nghe, chống thử vui không? Em không làm vui nữa. Ta. Cái này là có vấn đề. Là có vấn đề gì kìa, có vấn đề gì cơ. Mời hai em. Sao Tử Trong bước ra nghe khán giả hú reo hò lên như vậy, hai em có cảm thấy hết lo sợ chưa, hết run chưa? Dạ chưa. Chưa nữa hả? Giờ phải làm sao đây ta? Chứ anh phải múa lửa quá hả? Không, thì cho một tràng pháo tay nữa để cho cô dâu bớt run rồi. Rồi sao? Thoải mái chưa? Dạ. Rồi, giới thiệu về mình. Em tên là Phạm Cát Tường, 27 tuổi. Em làm kế toán. Còn em? Em là Nguyễn Quân Bảo, em cũng 27 tuổi. Em là nhân viên kinh doanh. Mà hai bạn này 27 tuổi mà trẻ quá hả? Trẻ quá. Anh 28 tuổi nè. Cái này em không tin. Nhớ nha. Rồi, hai em lần đầu tiên gặp nhau là cách đây bao nhiêu năm? Dạ, 9 năm. Rồi, cái chuyện tình cảm của các em, cái cơ duyên gặp nhau như thế nào? Kể cho anh nghe đi. 9 năm trước thì tụi em quen biết nhau khi lên Sài Gòn ôn thi học. Xong rồi ấn tượng đầu tiên của em với vợ em là nhỏ xíu mà cứ im im, rồi đi học rồi đi về, không có gì đặc biệt. Lúc đó thì có anh bạn cùng phòng ngay ở cái túi xá thì thích vợ em. Xong cái kêu em, mày xin số điện thoại mày cua giùm tao. Trời ơi. Cua giùm. Cua giùm. Cũng là, ok, tao cua cho. Về cái em chặn đường xe đạp vợ lại. Em quăng cái số điện thoại của em, quăng vào xe về nhắn tin cho tôi nha. Thế là về cứ hai đứa nhớ ăn lại. Nghĩa là bạn kia bà làm. À, là nói bằng điện thoại á. Dạ, là em tưởng là không phải. Chỉ là nhắn tin thôi chứ không phải là nghe gọi. Nhắn tin thì em tưởng là bạn kia nhắn. Dạ, không nghĩ rồi. Là bạn này. Dạ, nhưng mà rồi. Lúc đó là em thích, là thích bạn kia hả? Đúng rồi, thích bạn kia hơn. Tại bạn kia thư sinh hơn, hiền hơn. Ủa, bạn này lúc đó không thư sinh mà là. Dạ không, nhìn quậy lắm, rất là lanh chanh, nhiều chuyện. Rồi bao lâu thì em mới phát hiện rằng em nhắn tin là không phải anh kia mà là anh này? Tháng á, em mới biết. Rồi cuối cùng em bằng cách nào để mà em cướp được cô này trên tay của bạn kia? Tại ngay từ đầu á thì không biết vô tình hay cố ý, em lấy viết số em chứ không viết số bạn em. Nên đó, sau này có cảm tình rồi thì xin lỗi bạn kia thôi. Dạ, hai bạn còn quen nhau không? Em với cái bạn trai. Dạ còn à, nhưng mà nói chung là không có thân như ngày xưa. Hết thân rồi phải không? Dạ. Dễ thân sao được. Thân sao được. Cướp người trên vàng mướp. Rồi sau đó cái chuyện
tình cảm của hai em phát triển ra sao? Ở bên nhau được 3 năm, chia tay thì cũng chắc cái 80 lần á. Trời ơi. 9 năm mà chia tay 80 lần là trung bình là lần năm là 10 lần á hả? Trung bình đúng không? Không chắc ngày cũng cỡ 10 lần. Nhiều lắm luôn. Nhưng mà cái cuộc chia tay nào mà dài nhất mà ấn tượng nhất? Khi quen nhau được 3 năm, chia tay khoảng 2 năm. Cái đợt đó sao chia tay? Thì em sinh viên mà, em đi làm thêm á, không có thời gian này nọ để đưa vợ em đi chơi, dồn luôn ngày cái bị ức chế hay sao á. Suốt ngày đi làm mà em gọi lại không bắt máy, rồi vậy em ghét, không muốn quen nữa. Nhưng mà lý do gì sao mà hai đứa lại quay lại? Trong khoảng thời gian hai tụi em chia tay 2 năm á, thì tụi em vẫn còn nhắn tin qua lại. Cái thời gian đó em buồn quá, em mới hẹn ảnh đi uống cà phê, xong rồi đi dạo. Xong rồi em cảm thấy mệt mỏi, em ôm ảnh, xong ảnh đơ người, em cũng đơ luôn. Ổng đơn lạ. Điện 500 kV. Trời ơi, đơn. Rồi xong rồi. Vậy từ lúc đó tụi em bắt đầu dần quay lại. Dạ quay đúng lại. Rồi rồi trong cái khoảng thời gian mà tụi em quen nhau như vậy thì là nhà ai ở nhà nấy hay là? Dạ đúng. Dạ đúng. Có thường xuyên qua lại và ở chung nhà không? Dạ không. Dạ không. Thì hai đứa vẫn đi học, vẫn đi làm. Thì có thời gian rảnh hai đứa lâu gặp nhau rồi uống cà phê rồi đi dạo này nọ. Thường thì cái tuổi trẻ thì bao giờ cũng hơi vượt qua chút xíu. Người ta gọi là trước khi sống thiệt người ta sống thử. Sống thì thử em là... có thử cái Dạ có, nhưng mà sau khi tụi em đám hỏi, vì ba mẹ ảnh đi qua Mỹ để định cư, cho nên cũng muốn là yên tâm ảnh ở đây. Và bà em cũng là chăm sóc. Cho nên là cũng muốn tụi em ở chung. Hỏi thiệt nghe sống thử vui không? Em không nào vui nữa. Tao. Cái này nó có vấn đề. Sao có vấn đề gì kìa, có vấn đề gì cơ? Tại vì ngày xưa lúc mà chưa còn người yêu thì dễ thương lắm. Này nọ gì cũng lo này nọ. Nói chuyện không dám lớn tiếng. Còn dạo về cái gì cũng quát tháo em. Giống như là có chuyện gì công ty là về là em cứ làm tấm thất với vợ em vậy đó. Còn kể chuyện á. Rồi nó nghe nè, sống thử xong rồi chuyển qua sống thiệt. Rồi thì tụi em có thấy khác nhau và vỡ mộng gì nhau? Tụi em quyết định sống thử á, là trước đó khi mà còn con gái á, không có làm một cái gì hết. Ba mẹ em chăm sóc hết, em không đụng cái việc gì hết. Xong khi mà qua ở với ảnh, tất cả mọi cái từ A tới Z, cái gì em cũng em làm hết. Ảnh không làm một cái gì hết. Trời, có nghĩa là từ A tới Z là em làm hết luôn hả? Dạ, ổng lười kinh khủng luôn. Ví dụ như em làm những cái gì? Việc nhà, giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa, cái gì em cũng làm. Nên lúc em làm gì thì anh này anh làm gì? Chơi game, coi TV. Em có nhờ anh giúp không? Có. Mà không lười, nghe là thôi xong. Lúc đó thì em như thế nào, cảm giác của em sao? Em rất bị stress và rất là tức. Tại sao mà là như vậy, tại sao mà phải ở nhà ba mẹ em phải hầu hạ tất cả. Trong khi lấy chồng rồi mà còn chưa lấy nữa. Chưa có một danh phận gì hết mà mình lại phải làm như vậy. Rất là tức, đó, em cảm thấy rất là thương ba mẹ. Tại sao em lại như vậy khi mà vợ em đã lên tiếng nhờ em rồi mà em vẫn... Không phải là em không phụ vợ. Nhưng lúc đi làm về cái mệt, chỉ muốn giống như là ngã lưng cho nó qua cái cơn mệt. Thường ta ngã lưng, ta ngủ thôi, còn không ngã lưng chơi game. Nhưng mà giờ em còn ức chế về cái việc mà em vẫn phải làm công việc nhà không? Dạ không, cũng bớt hơn rất nhiều, tại vì anh cũng đã giúp đỡ em chút xíu rồi. Em có nghĩa là khi mà chuyển qua cái giai đoạn sống thiệt là anh bắt đầu. Dạ đúng rồi. Rồi giờ cho em kể nè, sau khi cưới nhau về vợ em có tính xấu gì không? Nhất là hay ghen, thứ hai là cứ làm việc nhà mệt mệt làm chuyện cái bắt đầu bực lên là quét tháo, em đụng gì cũng xả em chứ. Cái gì để em đỡ không nổi luôn. Xả sao đâu, cái giọng điệu sao đâu. Tớ nghe bài không mà không biết dọn gì chưa á. Ông biết mệt, tôi biết mệt hả? Coi như em là tính hết sao? Vâng, thì lúc đó em sao? Em đi thôi. Anh im để cho em xả đi. Em xong đi rồi mình nói tiếp. Ổng càng im thì em lại càng bực. Em bực lên thì em nói lại thì tới nào cũng xảy ra xung đột. Nên em không muốn vậy. Rồi bây giờ em mong muốn giờ em thay đổi gì? Bớt giận cái chém thớt. Chỉ cái gì thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Thế còn em? Quan tâm em chút xíu. Bớt lười đi. Sao chị Dân cái ca này sao chị Dân? Thật ra hai cái cá tính này là phải chịu khó hòa hợp với nhau một chút. Chứ còn không là cũng căng thẳng chứ không phải không. Lý do vợ của bạn là một cái người mà khi kể những câu chuyện vừa bình thường thôi, kể lại thôi mà đã muốn khóc rồi. Tức là cái ức á, cái ức nó nhiều lắm. Thì nếu mà bạn tích lũy như vậy tiếp tục nữa thì sẽ không có hay. Nó không tốt cho sức khỏe. Rồi thì mỗi người cứ mỗi giữ cái tính cách riêng, cái cá tính riêng của mình á, thì nó sẽ không tìm được một cái đáp số chung trong cuộc sống vợ chồng. Thì nó chả đem đến một cái lợi lộc gì cho cái gia đình nhỏ của mình hết. Trong khi đó nếu như mỗi người á đều dẹp bớt cái tôi của mình lại đó, thì để các bạn chuẩn bị cho một cái thành viên mới, để cho đúng nghĩa một cái gia đình nhỏ hạnh phúc. Các bạn không có hình dung được đâu nếu mà cái thời gian mới chỉ là 6 tháng lấy nhau thôi.
một năm, năm rưỡi nữa chưa có em bé ha, thì cái cuộc sống nó vẫn cứ là như vậy, thì nó sẽ đi đến cái việc là càng ngày càng khép lại, một bên thì cứ khép lại, khép dần lại, hiểu không? Rồi một bên tự nhiên cảm thấy là mình cứ đánh vào một cái khoảng không mà không có người đỡ đó, tự nhiên nó đến cảm giác nguội lạnh lúc nào mình không biết. Không, không phải là em im để mà vợ em nói xong là thôi. Cái cách giải quyết của em là hai đứa sẽ ngồi lại sau cái lúc mà bực tức. Nhưng mà em đã làm như vậy rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Hiệu quả không? Hiệu quả. Vợ em đâu có muốn điều đó, vợ em muốn là em phải tranh luận, nó phải ra ngô ra khoai, ý là như vậy. Thời khắc đó em nói ra thì nhiều khi nó còn ra nhiều vấn đề nữa để vợ chồng hiểu nhau hơn. Tại vì những cái tánh vợ em á, lúc mà nó bực lên tôi phải thắng. Nếu em mà cãi nữa thì đâu thể nào giải quyết được vấn đề đâu, em phải là người thua trước đã. Tại sao nãy bạn lại nói là cứ mỗi lần em nói là anh im rồi làm sao, anh càng im em càng tức đúng không? Thì có nghĩa là đó vẫn còn là một cái điều mà em cần phải lý giải và hóa giải cái việc đó. Rồi thử nói nè, cãi ô anh nào cãi á thì thử đi nghe coi nó có hiệu quả và làm tốt hơn không nha. Đúng không? Rồi. Mình nhiều hình thức. Rồi, nhưng cho em hỏi này là cãi cái thế thua thế thắng à? Cãi để ra vấn đề chứ không phải là cãi để thắng thua. Có thể khi em cãi ra vợ em vẫn thắng như thường, nhưng mà vợ em sẽ hiểu rằng trong cái mối quan hệ vợ chồng nó có những cái xung đột như thế, và trong cái mối xung đột này thì cái suy nghĩ của chồng mình là như vậy. Em hiểu với chị không? Em đó em muốn nói chuyện nếu mà ra như vậy nhưng đó đó không em hiểu với chị, em chứ không phải vấn đề đây là ai thắng ai thua. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn anh chị. Xong rồi lúc đó em đề nghị là thuê khách sạn cho bạn này ở. Không, anh chỉ đề nghị là bạn này ở thôi, em đi về. Dạ, nhưng mà em không chịu. Bạn sợ ma? Dạ đúng rồi. Em nói là thôi bây giờ anh để ấy là bạn để vậy sao mà được. Sợ ma lắm, y sợ ma lắm. Thôi bây giờ ở lại chung luôn đi. Lúc đó em thì em cũng đá lại. Nhưng mà đạp cái kiểu giống như là kêu là đụng tiếp đi vậy. Tại sao? Dạ. Thì em cũng gác tiếp xong đạp qua đạp lại cái nhìn nhau. Cái hôn nhau không có gì hết. Cái chuyện đoạn hậu thì không, nhưng mà không. Không nhìn bạn xíu nữa tôi té ghế. Rồi, xin mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em là Thành Thuận. Dạ, em 31 tuổi. Em làm nhân viên event. Chị Hồng Vân Thuận là chị té ghế được rồi đó. Anh Quốc Thuận hỏi chuyện em Thành Thuận. Và em? Dạ, em tên là Hồng Y. Em năm nay 29 tuổi. Em đang làm nhân viên văn phòng. Thuận và Y gặp nhau trong trường hợp nào? Dạ, tụi em quen nhau cách đây 16 năm. Hả? Trời ơi, dạ. Thâm niên dữ vậy đó. Dạ. Tại vì hồi xưa tụi em học chung trường. Học chung cấp 2. Dạ, lúc đó em 16 tuổi thì vợ em 14 tuổi. Cấp 2 đó là lớp 9 đúng không? Dạ, dạ đúng rồi, lớp 8, lớp 9. 16 tuổi học lớp 8 hả? Dạ, tại vì em học trễ. Rồi sau thời gian đó thì học hết cấp 2 là tụi em mất liên lạc. Cho đến khoảng 10 năm sau á, thì tình cờ là đám cưới của một người bạn chung hồi cấp 2, cái tụi em mới gặp lại. Rồi trong cái đám cưới đó hai bạn gặp nhau thì cái dạ, lúc đó là tụi em ngồi chung một bàn. Xong thì ấn tượng đầu tiên của em gặp lại bạn này á, thì lúc đó bạn này rất là sexy, thì dáng thì cũng đẹp, nhưng gương mặt cũng xinh. Với lại ngồi trong cái nhóm bạn mà nhóm bạn thân của em, cho nên những bạn kia thì lúc nào cũng gặp hết rồi, còn bạn này thì lâu quá không gặp lại. Lâu mới gặp lại. Mà có nhận ra nhau liền không? Dạ, dạ nhận. Rồi gặp nhau đám cưới, rồi tiếp theo là gì? Đám cưới xong rồi mấy bạn rủ nhau đi karaoke. Đi karaoke ngồi với nhau thì lúc này bạn này đòi về sớm để đi Sài Gòn đi làm. Khi mà gặp nhau thì em quyết định là chắc mình phải cưa bạn này cho bằng được. Thì em mới đề nghị là chở về nhà. Thì trên đường trở về thì em hỏi xin số điện thoại. Rồi đến bao lâu thì mới chính thức yêu nhau? Dạ 2 tháng. Rồi. Mà lúc đó em có nghĩ là em sẽ yêu bạn này không? Dạ không, tại vì em nghĩ bình thường bạn bè gặp lại lâu quá mà gặp lại thì rủ đi chơi thì mình đi thôi. Nhưng mà sau đó tại sao 2 tháng thì em lại quyết định yêu bạn này? Tại vì tụi em đi chơi xa, đi về Vũng Tàu thì đi bằng xe máy, xong rồi đi lên thì vợ em mới lúc đó là đòi về. Đêm rồi, khuya rồi, mình phải về chứ không về tao nói sao? Rồi sao? Em có chịu về không? Dạ cũng về. Về tới Sài Gòn thì 2 giờ sáng. Nó là em ở trọ, 2 giờ sáng thì cái phòng trọ đóng rồi. Em mới gọi điện cho cái chị mà chủ trọ thì chị không bắt máy. Rồi sao? Xong rồi lúc đó em đề nghị là thuê khách sạn cho bạn này ở.
Thôi bạn chỉ đề nghị là bạn này ở thôi em đi về. Dạ, dạ nhưng mà em không chịu. Bạn sợ ma. Dạ đúng rồi. Em nói là thôi bây giờ anh để ấy là bạn bạn để vậy sao mà được. Sợ ma lắm, y sợ ma lắm. Thôi bây giờ ở lại chung luôn đi. Lúc đó em quân tử lắm, em kêu là thôi vậy thuê phòng kế bên để em ở kế bên. Dạ vô duyên. Xong em sợ ma. Cũng không chịu luôn. Tại vì em nói nếu mà hai phòng kế bên mà vừa sợ ma mà còn tốn tiền nữa. Nói thôi bây giờ cứ ở chung phòng đi, dù sao cũng bạn bè mà có gì đâu. Cái phòng đó là hai giường hay một giường? Dạ một giường. Một giường đó. Dạ. Nhưng mà tụi em mệt quá tụi em lăn ra ngủ hết rồi anh. Ngủ rồi có nghĩa là dạ lúc đó ngủ không biết gì hết anh. Xong rồi sáng ra mới biết. Là có gì không? Dạ sáng ra thì hết. Cũng nằm nướng vậy đâu, tivi lên xem. Rồi cái chuyện nướng sao? Dạ xong thì lúc đó là máy lạnh, thì lúc đó cảm giác lạnh rồi. Đó. Thì kéo cái mền đắp chung. Đó. Thì lúc đó em mới lấy cái chân em khều khều. Khều khều đụng qua. Đụng bạn này đụng nhẹ bạn bên này. Thì em cũng đá lại. Nhưng mà đạp cái kiểu giống như là kêu là đụng tiếp đi vậy. Tại sao? Dạ. Thì em cũng gác tiếp xong đập qua đập lại cái nhìn nhau. Cái hôn nhau thôi không có gì hết. Cái chuyện đỏ hậu không, nhưng mà hôn nhau vậy là có nghĩa là bạn này đã quyết định là yêu đồng bạn ý rồi. Dạ. Thì mới là dạ. Mới là đồng ý cho hôn. Dạ, đúng không? Đúng rồi. Thì sau tụi đó tụi sáng em hôn nhau. Thì hôn nhau nhưng mà hôn nhau sau đó một tuần rồi chia tay. Ủa sao vậy? À, tại vì học chung với nhau vậy đó, xong quá trời bạn chung luôn, giờ mà tự nhiên em quen á, cái mấy bạn kia biết rồi kỳ lắm. Đi đâu kỳ. Mấy bạn chọc. Xong rồi lúc đó làm em phải cưa lại từ đầu, cưa thêm 1 tháng nữa thì mới dính. Mới chính thức. Dạ. Rồi bao lâu mới đám cưới luôn? Dạ là 2 năm. 2 năm mới đám cưới. Bây giờ tụi em đã có em bé chưa? Dạ 20 tháng rồi. Như vậy là hai vợ chồng cưới nhau xong về thì có phát hiện điều gì bất ngờ ở chồng em không? Dạ có. Giờ là tụi em rất là khắc khẩu. Mỗi lần cãi nhau với là bạn này im không có nói gì hết á. Cái em càng tức hơn nữa mà mình cãi nhau với đối phương mà đối phương im lặng không nói giống như là khinh thường vậy đó. Thì có một lần em bực quá thì em mới đập bàn. Hết hồn em quay lại hỏi làm gì tưởng sao đập bàn. Lấy gì đập vậy? Lấy bịch bánh mì. Trời, bịch bánh mì đập bàn. Tại vì em tức quá không biết làm gì hết á. Tức mà giống như là bị ức chế. Tại vì ví dụ như là có chuyện gì thì cãi nhau thì mình phải cãi lại, phải nói. Nhưng mà thường hai bạn hay cãi nhau về chuyện gì nhiều nhất? Về con cái là nhiều. Bây giờ trở lại cái vấn đề là trước khi tụi em đám cưới á, tụi em có hay ngay cự cãi hay về vấn đề gọi là chuẩn bị mọi thứ cho cái đám cưới? Không có nghĩa là đám cưới tụi em có suôn sẻ hay là có cái khó khăn gì trước đám cưới không, hay là vẫn suôn sẻ như là cái mối tình của tụi em vậy? Lúc mà sắp cưới á thì tụi em mới đang ngồi trong công viên thì lúc đó cũng có cãi nhau về vấn đề tiền bạc với lại là cái cách mà tổ chức đám cưới rồi ý kiến này nọ thì không ai nhường ai hết. Lúc đó em tức quá em mới nói là thôi chia tay luôn đi, khỏi cái đám cưới gì hết. Thì bạn này mới kêu là thôi không cưới thì thôi. Lúc đó em nói chia tay thì chia tay. Em về em nói với mẹ là hồi hỷ hôn đi. Anh về nói ba má khỏi qua. Nhưng mà rồi dạ. Sao? Xong rồi cái nói vậy thôi đi về. Bạn này kêu là thôi chia tay thôi để em đi bộ về. Xong rồi các em cũng để cho đi bộ về luôn. Trời ơi. Không thiệt tình thiệt. Tại vì lúc đầu yêu nhau là em đã giao rồi. Em nói là yêu nhau mà giận nhau là không có được đi bộ về. Nếu mà đi bộ về là để cho đi bộ về chứ anh không có thích là đi theo năn nỉ. Cái là em đi bộ về luôn. Xong mà bộ về, em để cho em đi mà em cứ quay lại mà không thấy. Vậy em đi sớm, ông như nhanh lắm mừng mà. Cái em đi về luôn. Thì sau khi về nhà thì em cũng suy nghĩ, em thấy chỉ có chuyện như vậy mà mình đòi chia tay á, thế mình cũng sai. Nhưng mà em gọi điện cho bạn này thì bạn này không bắt máy. Lúc đó em đi nhậu. Đi nhậu gì buồn hay là bực? Dạ bực. Rồi khi mà tỉnh lại rồi hết bực thì cô quay lại năn nỉ. Lúc đó thì em mới em thấy vậy thì em gọi điện hoài thì bạn của bạn này là đang nhậu chung á mới bắt máy, cái nói là bây giờ Thuận đang ở bên này nè vậy đó. Em cũng lo lắng tại vì bạn này đang còn giữ tiền nữa. Giữ tiền cưới. Đó là giữ tiền cưới. em cũng lo lỡ mà rớt nó chết luôn. Cái là em mới xách xe em chạy qua luôn, em tự làm qua trước. Cái là tụi em cưới. Cưới xong rồi có cái tiếp tục cái kiểu giận hờn đó rồi đòi ly dị không? Dạ có. Ai dạ bạn này đề nghị ly dị thì đó. Tôi hỏi là tại vì dạ. Cái kiểu này giống nít quá à. Ủa mà lý do gì mà em đòi ly dị? Cái lần đầu tiên á là lúc đó là em đang có em bé. Lúc đó cũng được 7-8 tháng rồi, cũng sắp sinh rồi. Thì trong một lần là bạn này có tiệc mới là chở em đi. Hôm đó vui á nên là bạn này nhậu nhiều. Xong rồi em mới tới em mới nói là anh ơi uống ít thôi. Mà bạn này cũng vậy à. Xong rồi em mới tức mà em mới nói là thôi đi về. Thì em leo lên xe á, em chưa kịp ôm thì bạn này chạy một phát rồi. Thì em rớt xuống.
Trời ơi. Nên... thật ra thì lúc đó em không có uống nhiều. Em chỉ cầm ly cụng rồi em nhấp môi thôi à. Nhưng mà khi mà đẩy xe ra thì bạn này có cái thói quen là giận nhau là không có ôm. Nhưng mà em nghĩ không ôm thì thủ thế rồi, tại vì đang có bầu mà. Em đâu có biết đâu, thì em lúc đó em chỉ lên ga nhẹ chút xíu thôi. Bạn này làm nhanh quá mà. Thì cũng rồi rớt cái bịch luôn vậy hả? Xong rồi lúc đó em cũng khóc, tại vì em lo á. Em lúc cũng đau, xong rồi cái là chở đi bác sĩ thì còn hên không có gì hết, cũng đỡ. Thì là... sau đợt đó em về, xong là tối đó em về em nói là ly dị. Tại vì em buồn quá, tại vì bạn này không có lo gì hết, nó không có nghĩ cho em, nghĩ cho em bé nữa. Cái là em đòi ly dị. Rồi bạn này sao? Em thấy là không lần có đầu lỗi. Tiên bạn xin lỗi em luôn. Trời, tôi nghe xong qua tôi muốn nhổ tóc ông ghê. còn lần thứ hai thì sao? Dạ, lần thứ hai là lúc đó là chuyển qua nhà mới thì cái phòng mới là chưa có bắt đèn. Em thì em sợ em bé không có đủ ánh sáng á. Em mới nói bạn này là phải bắt đèn, mà nói hoài, ngày nào cũng nói cả tuần luôn. Bạn này cũng không chịu bắt đèn. Cái bữa đó em tức quá, không chịu bắt đèn thì ly dị đi. Thì cái thời gian đó là công ty em cũng nhiều việc lắm, em cũng bận. Thì em cũng câu cái bóng đèn cũng sáng đủ cái phòng rồi, thì băng câu tạm đi. Thì khi mà bắt cái bóng đèn dài thì cũng phải khoan nào này kia, cũng mất nhiều thời gian lắm. Thì em nói thì thôi, để khi nào anh có thời gian anh làm cho. Thì cứ đòi ly dị, em nói thì ly dị em viết đơn đi anh ký. Trời, có mấy cái bóng đèn mà bắt đòi ly dị. Không biết là còn bao nhiêu lần ly dị kiểu vậy nữa. Nè nghe, ông phải thay tả cho con nghe. Ông thay mà dơ lạng hoàng rồi tôi ly dị. Ly dị đây. Có không? Không, thay tả thì em tự giác. Không phải, từ đó, từ cái vụ mà thay bóng đèn cho tới giờ, có lần nào bắt ông ly dị vậy? Dạ, hết rồi, có 2 lần thôi. Dạ, hết rồi. Có dự định trong tương lai không? Đâu. Tại vì bữa đó em cũng nói giỡn thôi mà bạn này tự nhiên đồng ý luôn. Em nói là em không biết viết đơn. Em kêu là lên Google search tìm đơn về viết. Nhưng mà nhớ để vô đó lý do là ly dị vì không chịu bắt bóng đèn. Không chịu bắt bóng đèn. Hề quá. Còn gì nữa không em? Từ khi mà sinh con xong á là tụi em có nhiều cái mâu thuẫn là về cái việc mà nuôi con. Em ở nhà em chăm con, các bạn đi làm về, các bạn cứ nhìn xong cái sao em xức dầu ít quá rồi, không chịu xức dầu, không chịu mang vớ tùm lum hết trơn á. Thì lúc đó em cảm giác là em rất là bực bội, tại vì mình đang ở nhà nữa. Mà mình đã cố gắng hết sức rồi mà giống như là bạn này không có tin tưởng em vậy đó. Lúc mà tới cái thời kỳ mà em bé ăn dặm á, mày nấu cháo để cho bé ăn, xong bạn này về nhìn vô tô cháo cái ủa em nấu cái này với cái này có hợp không, em nấu cái này con ăn được không, em có nghiên cứu chưa gì đó. Em cảm thấy là bực bội về cái vấn đề đó, tại vì mình đã cố gắng mà bạn này không có động viên mà còn nói em này vậy. Nên bạn này là chỉ có mỗi một cái tật đó thôi đúng không? Còn kể tiếp xấu bạn này đi. Vợ dạ. Em có tật xấu gì không? Hay than lắm anh. Rồi nhà ở gần mỏ than Quảng Ninh đúng không? Dạ. Còn gì nữa không? Hai vợ chồng hết rồi đó, đúng không? Có bộ tìm cái xấu về nhau khó ghê luôn á, thiệt á. Hay là trước khi lên chương trình này đã thống nhất với nhau là không được kể xấu về nhau đúng không? Dạ không có cái xấu nữa mà em thình lình quá em run quá em quên rồi. Đi cây giấy. Còn cái gì? Sợ mà đánh đó. Vậy là cái xấu quá ít đi đúng không? Sau khi mà tụi em sinh con xong thì cũng cãi nhau nhiều. Nhưng mà lúc mà cãi nhau thì bạn này không có im lặng giống như lúc trước nữa. Mà mỗi lần em nói cái bạn này cứ kêu là ờ vậy đó. Tôi vậy đó. Em điên quá em nói là vậy thì anh đi ra khỏi nhà em đi. Em đuổi ra khỏi nhà tại em. Có nghĩa là câu này là thay cho câu ly dị đó đúng không? Đúng rồi. Mà cái nhà là nhà của ai mua? Ở trọ tụi em đang ở trọ. Cứ mỗi tại lần giận nhau là đuổi em ra khỏi nhà. Em nói ngu sao đi. Nhà này nhà thuê mà đâu có, em nói là hèn chi là không mua nhà là phải rồi. Tức có nghĩa là hai vợ chồng em chắc thường xuyên cãi nhau đúng không? Rồi cãi nhau rồi ngày. Thôi không có gì hết qua. Mà cãi qua cãi lại xong rồi cười huề đúng không? Dạ nhưng mà bạn này thì giận dai hơn. Mới là giận mấy ngày rồi không nhắn tin, không gọi điện không. Mà mỗi lần cãi nhau như vậy rồi ảnh hưởng đến cái chuyện mà ban đêm không? Dạ cũng ảnh hưởng lắm. Đâu có vui vẻ gì đúng không? Dạ, là đúng mỗi lần mà cãi nhau là bạn này nằm không có hơn em. Xong rồi lúc mà mới cưới thì cãi nhau hả, bạn này mỗi lần cãi nhau xong bạn này nằm im, xong em tức quá em nói hoài mà em khóc to lên để coi phản ứng của bạn này như thế nào. Ủa sao kỳ im re à, cái em ngồi dậy em quay qua em thấy bạn này ngủ đi. bạn này rất là vô tâm, không có quan tâm tới vợ gì, lúc nào cũng vậy á. Không biết là trong lòng sao nhưng mà ở ngoài cứ vậy. Trong lòng em sao? Bây giờ hỏi luôn nè. Thì tức là cãi nhau là em tức lên là em nín, em không làm gì hết á. Tự nhiên đang cãi nhau sao quề liền được? Phải có thời gian chứ. Em nghĩ vợ chồng thì cãi nhau, ý là cãi nhau để hiểu nhau rồi thôi. Thì mình sẽ bình thường, chứ nếu mà giận nhau trong nhà mệt mỏi lắm. Rồi bây giờ em mong muốn chồng em thay đổi điều gì? Quan tâm đến em nhiều hơn. Rồi còn gì nữa không?
phải tin tưởng em về cái cách nuôi con. Tại vì em cũng hiểu, em cũng biết, và em cũng có tìm hiểu rồi. Bạn thấy vợ bạn nói vậy, bạn có đồng ý không? Dạ, cũng hơi đồng ý. Ủa sao kỳ vậy kìa? Còn nếu mà bạn không đồng ý thì bây giờ so ra đi. Có nghĩa là vậy nè, vậy đơn giản lắm. Em nấu đi, rồi coi một cái tô đó nó ăn trong bao nhiêu lâu. Rồi chồng nấu đi, rồi xem cái tô đó nó ăn trong bao nhiêu lâu. Nếu mà bạn nào nấu mà bạn nhỏ đó ăn nhanh hơn thì bạn đó nấu ngon hơn là đúng hơn. Thì mai mốt bạn này phải nghe bạn này hoặc ngược lại. Dạ. Vậy thôi. Tối nay về làm thử đi nghe. Thôi chúc hai bạn hạnh phúc nha. Hai bạn hạnh phúc lắm á chứ hai bạn. Cảm ơn. Cưới nhau về là mỗi ngày anh đều hôn em nè, rồi cũng đều nói là anh yêu em. Nhưng mà sau khi đẻ con ra em nói sao anh không nói yêu em nữa. Em đừng bắt anh nói những câu giả dối như vậy. Em tát hoài, cứ tát hoài, nhưng mà ảnh cứ tưởng là em đang giỡn, nhưng mà thật ra là em đang tát thiệt đó. Nhiều khi không phải ảnh bị tát quen rồi, giống như là đêm nay. Xin chào hai em, mời em giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Khánh Chi, năm nay em 23 tuổi. Và hiện nay thì em đang đi học. Đi học. Con em? Em tên là Hưng, hôm nay em đang là nhân viên của Bi Sài Gòn. Em năm nay em được 28 tuổi. Anh Hưng gặp em Chi trong trường hợp nào? Thôi chắc để em nhường bà xã em nói cái vụ gặp nhau đúng không? Cái vụ gặp nhau đi. Chắc nó ly kỳ lắm hay sao mà chồng em bắt xe qua cho em vậy? Tụi em gặp nhau lần đầu tiên là khi mà tụi em đi uống cà phê. Thì em đi với đám bạn của em, còn anh Hưng thì đi với đám bạn của anh Hưng. Khi mà em bước ra để đi về thì anh Hưng có kêu em là cứ kêu Chi. Quay mặt lại nhưng mà em không xác định được là ai hết. Thì nhà bà xã của em với nhà của em là gần nhau. Thì có một buổi chiều em ngồi ở trước nhà đó, thì em thấy Chi chạy qua, nói ủa sao con nhà ai mà dễ thương mà không biết nhà ở đâu hết. Tình cờ lại gặp nhau ngoài quán cà phê. Thì là nó rồi, cơ hội mình tới. Nghĩa rồi. Nghĩa là em biết cái bạn này tên là Chi. Dạ. Yeah. Ở gần nhà em. Em thấy bạn thường xuyên đi ngang qua nhà em. Dạ. Đó, vô tình bữa đó gặp quán cà phê, em cứ tưởng là em quen người ta rồi đó. Em tự động em kêu người ta Chi. Mà thật ra tao không biết em là ai, đúng không? Rồi. Khi mà Chi quay lại thì em thể hiện cái hành động của em là như thế nào? Em muốn là Chi là biết em là người kêu. Tại vì sợ Chi lại tưởng mấy thằng kia nó kêu nữa. Lúc đó là đổ vỡ. Sao quay lại mà sao không nói gì nói sao? Sao bạn này sao chảnh như vậy? Mình nói là mình phải chắc là phải chinh phục cái bạn này mới được. Thì mới xin số điện thoại. Xin số điện thoại rồi ngày nào em cũng gọi. Anh muốn hỏi ấn tượng đầu tiên của em về anh này là như thế nào? Khi mà lần đầu tiên em biết ảnh là sau khi mà ảnh gọi điện thoại anh hẹn em đi uống cà phê. Thì em gặp mặt ảnh ở quán cà phê, cũng cái quán đó đó. Thấy ảnh nhưng mà là gặp buổi tối. Thì cũng mờ mờ thôi, không biết là hôm đó có để râu không, nhưng mà tóc thì không có. Đến bao lâu thì em mới chính thức tỏ tình với cô ấy và quen nhau? Thằng Tần ngày nào cũng gọi điện thoại để tâm sự, rồi kể hết chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ. Lấy cái cớ đó rồi cuối tuần hẹn đi uống cà phê rồi đi dạo. Bao lâu thì hai đứa mới chính thức yêu nhau? Dạ, sau đó khoảng gần một tháng. À, con tháng thôi hả? Dạ. Là cách đây mấy năm rồi cơ? Dạ, cách đây khoảng hơn 4 năm rồi. Ồ. Wow, vậy lúc đó là Chi nhỏ xíu ha? 18, bắt đầu học lớp 12. Rồi, hai đứa yêu nhau bao lâu thì mới cưới nhau? Dạ, tụi em yêu nhau gần 4 năm thì cưới. Là do con tim mách bảo phải cưới nhau hay là do một cái gì đó tác động bắt phải cưới? Dạ, bác sĩ kêu cưới. Bác sĩ kêu cưới, ông muốn hỏi đại chứ không cứ là bộ. Khi mà được bác sĩ kêu cưới thì cái cảm giác của em như thế nào? Vừa lo sợ vừa sung sướng, nhưng mà trước mắt là kêu Chi lại về bàn để nói với ba với mẹ hai bên, thì may mắn là đồng ý rồi. Theo lẽ nếu mà bác sĩ chưa biểu cưới thì chắc cũng chưa cưới đâu, đúng không? Dạ, nếu mà bác sĩ chưa biểu cưới thì cũng sau cái ngày cưới đó khoảng một năm là tụi em cưới. Tụi em cũng dự định là có cưới. Có nghĩa là dạ. Cưới sớm trước năm. Dạ. Có vợ trẻ măng như vậy lại mang một cái tin vui đến cho mình thì chắc có lẽ là ông xã em cưng em lắm hả? Anh cưng em thì phải nói là cưng như cưng trứng mà hứng như hứng hoa luôn. Không có để em động tay, động chân bất kỳ gì á. Xuống xe là cũng phải đỡ. Rồi ăn cái gì, mua cái gì cũng phải nghĩ đến em. Ăn cái này thì tốt cho bà bầu nè, ăn cái này thì tốt cho con nè. Rồi em mua đồ này cho con đi, mua đồ kia cho con đi. Nói chung là rất là tâm lý. Cưới nhau về là mỗi ngày anh đều hôn em nè. Rồi cũng đều nói là anh yêu em. Nhưng mà sau khi đẻ con ra em nói sao anh không nói yêu em nữa.
em đừng bắt anh nói những câu giả dối như vậy. Rồi, hoặc là anh nói là hiện giờ anh yêu người khác rồi, là anh yêu con đó. Ờ, vậy hả? Rồi dạ. cái cảm xúc của em sao sau khi bị trục xuất khỏi cái trái tim của chồng em? Ban đầu thì có hụt hẫn, tại vì mình phải dành thời gian nuôi con nhiều quá mà lại có sự quan tâm của chồng mình nữa, nên mình cảm thấy rất là hụt hẫng và lúc đó bị stress rất là nhiều. Chị hỏi Hưng nè, lúc mà vợ có bầu á, Hưng lại cưng được như vậy, giống như đó, mỗi ngày mỗi nói yêu em mà sau khi sanh rồi là Hưng lại nói không được là sao? Khi có con, cái đó là cái thời giai đoạn khó khăn nhất, là tìm hiểu mọi thứ rồi mình phải chăm con sao, mình phải nói gì với con, mặc dù nó không biết, nó biết nghe không, rồi mua gì cho con ăn, con chơi, con câu gì đó. Thì những cái thứ đó nó làm vơi cái tình cảm với bà xã. Đó là cái cách giải thích của em, đúng không? Và để làm sao em được thành một người chồng, một người cha hoàn hảo, đúng không? Dạ. Và có hoàn hảo không? Nói chung là hiện giờ vẫn chưa hoàn hảo. Hỏi nè, hỏi thẳng luôn nè, ổng hay đi nhậu không? Trời ơi, một tuần là 7 ngày rồi. Chắc luôn, làm bên bia mà hay nhậu chứ. Em sinh con em nằm ổ là ảnh cứ một tuần đủ 7 ngày, không sót ngày nào. Đi nhậu về rồi làm gì? Vợ nhậu về chắc liền, ngủ. Hay là quậy hay là sao? Nhậu về ói xong rồi đi lên ngủ. Có lần nào mà về mà gây sự cãi vã với em không? Cũng có, đến đánh nhau. Cái gì? Đánh nhau luôn hả? Dạ. Đánh lại không mà em? Ai là người động tay động chân trước? Em luôn luôn là người bạn này khởi nguồn. Mà đánh là ổng nằm im cho đánh hay sao? Dạ không có, để em kể cho nghe. Lần đó là anh đi nhậu về trễ quá, em đóng khóa cổng luôn, em không có cho vô nhà. Rồi anh cứ ngồi anh kêu hoài ngoài trước á, thì em mới ra em mở cửa vô, thì chắc là biết lỗi hay sao, cứ ôm mình, cứ xin lỗi, cứ muốn làm lành. Nhưng mà em lúc đó em tức lắm rồi, máu em lên tới cổ rồi. Cái em mới tát vô mặt ảnh. Em tát hoài, cứ tát hoài, nhưng mà ảnh cứ tưởng là em đang giỡn, nhưng mà thật ra là em đang tát thiệt đó. Nhiều khi không phải ảnh bị tát quen rồi, giống như là đêm nào ngủ mà ngáy là em bật dậy em tát luôn, cái hết cỡ tay em luôn, nên quen rồi, chai rồi, nên không có biết là tát thiệt hay tát giỡn. Nhưng mà lúc đó em tát một hồi sau ảnh mới giống như là nóng lên đó, mới xô em ra cho em té xuống, ảnh cũng là ảnh tát em một cái. Tát xong rồi ảnh lên giường ảnh nằm, ảnh ngủ tỉnh bơ, còn em đứng đó em cứ nhìn. Từ trước giờ là duy nhất là bị ông tát cái đó thôi hay sao? Dạ đúng rồi, nói chung là tụi em cứ đánh nhau nhiều lắm, nhưng mà do em đánh ảnh thôi chứ không em đánh em. Trời thương quá, hèn gì cái đầu tụi lưỡi. Đánh nhau gây gây nhau đến mức mà mẹ chồng em phải lên nói cái gì vậy, cái gì vậy, thôi con, thôi thôi. Bây giờ tới em đó, em nói về những cái thật xấu của vợ anh đi. Người ta có một cái xấu nhất, còn vợ em có hai cái xấu nhất. Thứ nhất là cái nói dai, nói dài, nửa đêm ngủ dậy cũng kêu vậy nói, cả tuần nhiều khi tháng luôn cũng không chừng nữa. Là một tuần nói luôn? Dạ. Có khi một tháng cũng không chừng. Ví dụ mà nói một câu chuyện hả? Dạ, ví dụ như em mắc lỗi, cứ nói hoài, cứ ăn cơm cũng nói rồi. Rồi, cái đó là cái xấu thứ nhất. Cái xấu thứ hai mà cũng là xấu nhất nữa là gì? Dạ, cái xấu thứ hai là cái ham tiền. Có nghĩa là ăn cắp, thôi là du địch thiên hạ. Ăn cắp? Dạ. Hôm nào mà đi làm, đi nhậu về mà thay đồ ra rồi bóp hay là quần máng lên là chắc chắn mất tiền. Rồi ở nhà là người nào giữ kinh tế? Bạn này giữ kinh tế, có nghĩa là bạn này giữ kinh tế. Nhưng mà thở ra là bị mất cấp. Dạ, có nghĩa là hôm nay phát cho bao nhiêu đó tiền, chiều còn dư làm cấp lại. Một ngày phát cho được nhiêu? 100 ngàn. Ngày phát cho được 100 ngàn, uống đi trà đá 10 ngàn, ăn cơm tắm rồi đúng ba mấy 40, nhiêu 50 là ăn cấp lại. Cấp lại. Nhưng mà bây giờ hết ăn cắp được rồi. Sao vậy? Tại vì trước khi nhà em giấu. Có bữa mà anh đưa bóp cho em, anh nói nè, bây giờ tôi đưa cho bà cái bóp đó, bà giữ bóp tôi luôn đi. Nhưng mà em mở ra là không có một đồng nào trong đó, chỉ có mấy cái card visit, thẻ ATM, gì cũng giấu hết trơn, hình ảnh gì trong đó thôi, còn không có một tờ nào trong đó. Nhưng mà thật ra là tiền ở trong đó 500 ngàn, mà ảnh gấp kiểu nào, ảnh nhét vô cái ô nào đó, mà tới bữa sau, tới bữa sau mới thú nhận là anh nhét vô cái ô đó đó. Giờ anh móc ra cho em coi. Rồi còn một lần nữa, anh giấu tiền trong đôi giày đá banh, làm sao em biết được tiền ở trong đó. Cầm lên cái mùi nó sọc vô mặt mình là mình không quăng đôi giày rồi. Vậy mà anh giấu trong đôi giày đá banh. Rồi lâu thiệt lâu sau anh mới khai là bây giờ tiền, hồi đó tiền anh giấu trỏng đó. Rồi Hưng ơi, dạ. Bây giờ điều em mong muốn ở vợ em thay đổi lại gì? Hãy nói đi em. Thay đổi đi em. Mong muốn hiện nay
Nhiều nhất của em là vợ em bớt nói nhiều, em nhức đầu quá em chịu không nổi nữa. Em như thế nào có lên lương không? Không, cái còn nữa là ăn cắp thì giờ hết ăn cắp được rồi, tại vì em đã giấu hết rồi. Có tìm được chỗ giấu rồi. Chỗ giấu là hôm nay phải giấu chỗ này, ngày mai giấu chỗ kia, ngày mốt giấu chỗ nọ. Thay đổi nội ngủ mà lo cái đó không mà tóc mà không nổi. Còn em? Còn em mong ở chồng em là phải biết quan tâm em hơn nữa và bớt đi nhậu lại. Trời ơi, trước khi cưới là em phải lên một kế hoạch là làm hàng sách đơn kết hôn, ví dụ như hành hung vợ hay là xúc phạm vợ hay là đi không nhậu quá nhiều hay là cái gì đó, lý do em đã ghi sẵn của đó hết rồi, em ký sẵn luôn để đầu giường, để khi nào mà phạm vào cái nào thì móc ra cho ký. Rồi suốt ngày em sống bằng khát vọng. Hiện giờ qua cái tiếp xúc với tụi em á thì tụi chị thấy là rõ ràng á, cái cuộc sống của tụi em hiện giờ đang rất là thú vị đúng không? Chỉ có đôi điều những cái chuyện chẳng hạn như vợ em nói là bớt nhậu á thì chị nghĩ cũng đúng hơn để mà giữ gìn sức khỏe. Còn cái việc mà em giấu tiền, chị chúc em mỗi ngày em mỗi tiền lên được nhiều những chỗ mà kinh tế hơn. Nha, chúc tụi em hạnh phúc. Dạ, em cảm ơn em. Thì em có kêu là mẹ dọn cái phòng khách cho bạn con ở. Thì mẹ em mới kêu là thôi hai đứa ở chung phòng đi chứ ở phòng khách làm gì cho phiền phức. Trong một năm trời đó là em chịu hết nổi đúng không? Mà em chịu hết nổi về cái chuyện là do Trâm giữ gìn hay là do mẹ em căn dặn em? Dạ là do bản thân em tự kềm hãm. Cả ba. Do cả ba mà. Chơi trong cái thái độ mà rất là tức tối. Nhưng không là gì được. Đó là buổi tối hả? Dạ, ban ngày luôn. Tại vì ba mẹ đi làm nguyên ngày á, hầu như là cứ hai ba bữa xuống. Trời ơi, là sống được em. Là ở trong nhà. Đó, nữ ở dưới nam ở trên lầu nó ba mẹ đi vắng hoài á trời ơi. Nó không xách xe chạy vòng vòng cũng ngủ. Nhìn như một nàng tiên á, một nàng tiên xám. Rồi hai em giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Minh Quang. Năm nay em 23 tuổi. Em là nhân viên IT. Quang, 23 tuổi. 23 tuổi mà đã có vợ rồi á hả? Dạ. Vậy là cưng bao nhiêu? Dạ, em tên là Thảo Trâm, em năm nay cũng 23 tuổi. Trời, hai đứa trẻ quá. 23 tuổi cao, em cao mét mấy em? Dạ, em cao mét tư. Dạ. Rồi chồng cao bao nhiêu? Dạ em cao 1m71. Trời ơi. Anh đứng cái em thì anh cao hơn em nhiều. Dạ. Ủa, Trân là làm nghề gì? Dạ em kinh doanh mỹ phẩm. Trân là người Huế hả? Dạ em người miền Nam nhưng mà ba em là gốc Huế. Em biết nói tiếng Huế không? Dạ biết ạ. Cái khuôn mặt của em mà em nói giọng Huế nữa thì là coi như hoàn chỉnh luôn á. Dạ, vậy em xin nói một câu nhỏ. Đúng rồi, em giới thiệu một lần nữa về mình bằng tiếng Huế. Dạ, em tên là Thảo Trâm. Năm nay em 23 tuổi và em làm kinh doanh mỹ phẩm. Sáng mai em có thích nghe vợ em nói tiếng Huế không? Dạ có. Rồi hai em là quen Trân trong trường hợp nào? Dạ cách đây khoảng 4 năm thì trường em có tạo một cái buổi bạc ti á, thì vô tình gặp Trâm. Dạ thì ấn tượng đầu tiên của em về cái anh này là một cái ngoại hình rất là buồn cười. Tại vì lúc đó anh ốm lắm, anh mới có khoảng tầm 50kg thôi. Mà anh mặc một cái áo thun hình bamboo màu xanh lá cây, nhìn dễ thương nhưng mà với cái quần thì lại quần jean màu xám xám với lại một cái đôi giày bata. Thì trông nó rất là buồn em cười. Em lại thấy cô này nhỏ quá đi, so với mấy bạn cùng lứa thì ai cũng to, thấy cô này giống như là nấm lùn vậy. Mình thấy mình dễ thương. Lúc đó thì cũng muốn xin số điện thoại nhưng mà thấy cô này cũng hơi chảnh chảnh. Rồi sau thì quen biết với nhau. Dạ sau đó khoảng một tuần thì lúc đó em bị thất tình. Nên nhớ lại là lúc trước mình có xin cái số điện thoại cô này nên em nhắn tin làm quen thử coi như thế nào. Mình cũng có nghĩa là trong cái đêm đó là em đã xin số điện thoại được của Trần. Dạ đúng rồi. Anh này về cũng không có nhắn tin liền. Thì từ cái buổi đi chơi đó thì một tuần sau anh mới nhắn tin. Nhắn tin với nhau khoảng chừng một tháng. Thì anh ấy rủ đi chơi. Tối hôm đó thì anh ấy rủ ra cầu Ánh Sao. Thì hai đứa nói chuyện một hồi thì anh ấy mới chụp tay em lại. Rồi em quay mới, sang. Em mới nói là Trâm làm bạn gái của anh nha. Cái cô này vùng vàng, cô này kêu cho Trâm thời gian suy nghĩ đi. Có giật ra không? Có, nắm tay giật ra. Em có nắm không? Có, em nắm chặt lắm. Nắm sao đâu, giật đi Trâm, giật đi. Đó, cô giật ra phủ phàng. Tôi kêu cho Trâm thời gian suy nghĩ đi. Chứ mình mới quen nhau chưa đủ thời gian. Suy nghĩ bao lâu? Dạ, suy nghĩ thì trong một tuần đó thì anh này lên tấn công liên tục.
thì cứ đi qua chở em đi học rồi chờ em về rồi đón em về suốt một tuần đó. Thì cũng cần đến Noel, thì đúng cái bữa Noel gần thì tới Noel là coi như là em chơi tuyệt chiêu cuối luôn, lúc ao luôn đúng không? Là em mua một cái món trang sức cho cô này. Là cái gì? Là cái vòng đeo tay, phải không? Dạ không, dạ, cái vòng nó cất rồi ạ. Thì em tặng cho cô này và em lại nói thêm lần nữa dạ. Em làm bạn gái anh nha. Thì có giật không hay là đưa? Dạ không, đeo đi. Dạ đưa đeo luôn rồi. Dạ. Cái lúc đó là cách đây là bao lâu rồi? Dạ khoảng 4 năm. 4 năm dạ. Thế thì bao lâu thì em mới lấy nhau? Dạ yêu nhau được khoảng 2 năm thì tụi em lấy nhau. À nghĩa dạ. là tụi em đã kết hôn được 2 năm. Dạ đúng rồi. Rồi trong cái thời gian yêu thì có cái chuyện vui gì không? Nói rằng như là vợ em có ghen không? Trong thời gian yêu thì lúc đó là em vẫn còn học đại học. Thì vô tình em hack được cái tài khoản Yahoo của bà xã. Thì thấy được bà xã có chat lại với người yêu cũ. Thì lúc đó mình không còn cái gì mà mình diễn tả được nữa. Cái thời điểm đó là đã quen nhau rồi. Mấy năm? Dạ cũng phải là 6 tháng. Lúc đó là đã về nhà ở chung với ba mẹ em rồi. À tức là đã về ở chung với lại gia đình bên đây rồi. À là tụi em có sống thử trước? Dạ thì khi mà quen nhau được khoảng 4-5 tháng thì anh có xin phép về nhà chơi. Thì trong cái dịp Tết đó là thôi em xin mẹ cho anh về dưới nhà chơi đi. Thì đêm khoảng tầm 27-28 Tết thì em có xin mẹ là thôi mẹ ơi cho con dẫn bạn về chơi. Tết này chắc khoảng mùng 3-4 gì đó bạn con về. Thì mẹ em cứ nghĩ là con gái thôi chứ chưa bao giờ em dẫn bạn về nhà. Thì em có kêu là mẹ dọn cái phòng khách cho bạn con ở. Thì mẹ em mới kêu là thôi hai đứa ở chung phòng đi chứ ở phòng khách làm gì cho phiền phức. Dạ thì em mới kêu là dạ không được mẹ ơi bạn trai. Thì lúc đó mẹ em mới té ngửa ra là à có người yêu rồi. Vậy dạ. Thì dạ. lúc đó thì sau cái buổi đó thì coi như là em nói với mẹ là nói thôi mẹ nói với nhà bên chăm cho lên nhà mình ở đi chứ thứ nhất là đưa đón xa quá, hai sợ mất người yêu nữa, người yêu dễ thương quá mà. Anh hỏi là dạ. Khi mà em nói điều đó ra với mẹ em dạ. mẹ em đồng ý liền không? Dạ mẹ em thương con trai mà cũng đồng vậy ý đó. Dạ có. Ước gì mà có mẹ em ở đây thì anh sẽ hỏi mẹ em. Dạ có mẹ em ở đây để xác nhận. Có không? Dạ có. Có không? Có mẹ, dạ, đâu? Có. Mẹ đâu? Mẹ ngồi dưới. À rồi thôi chào chị. Mẹ đó hả? Trời dạ. tưởng chị không mà. Sẵn đây hỏi thăm chị ha. Trâm về sống với nhà mình á thì cái cảm xúc của mẹ như thế nào? Nó mua một bịch chè Thái về. Nó mua một bịch chè Thái về. Nó nói mà mẹ ơi con nói mẹ cái này. Cái gì xin tiền mẹ hả? Bật không? Mẹ cho bạn gái con về nhà ở. Thì lúc đầu rất đắn đo. Sau bé này đến nhà thì thứ nhất là thấy ngoan. Xong mình bảo thôi được rồi để bác nói chuyện với ba mẹ con. Lúc đó mới điện thoại lên cho ông bà Xu bây giờ đấy. Thế thì ông bà Xu mới bảo thôi thế thì được, như thế thì gia đình em cảm ơn quá. Thế là mới dọn cái phòng của con trai để cho con dâu bây giờ ở, con trai lên sân thượng ở. Ồ vậy à, trời ơi. Tức có nghĩa là nhất binh trọng, nhất binh 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 khinh vậy đó. Tức có nghĩa là vẫn ở là riêng, ở phòng riêng hả chị ạ? À? Ở phòng riêng. Nhưng mà lúc đó mẹ có lo không? À, mẹ nhiều khi lại đi chợ, chợ búa rồi nữa. Thật sự là không có lo sợ không? Không có, lo thì tất nhiên người mẹ nào cũng phải có một cái lo lắng cho con cái. Nhưng mà thật sự là mình tin ở hai đứa con. Thì sau một thời gian thì thấy có thể phải đi đến cái hôn nhân thôi chứ không thể để như thế được. Thì hai đứa ra trường và con trai đi làm được một năm và cưới vợ. Có nghĩa cái thời gian mà bé Trâm mà ở trong nhà mình là bao lâu? Trời ơi, siêu vậy đó hả? Một năm mà giữ được siêu vậy đó. Cái vấn đề là chị là nói với Quang là phải giữ, phải cẩn thận, đừng có đi nhầm phòng, chuyện đó là chuyện dễ. Rồi cái chính là chị căn dặn với Trâm như thế nào, chị sẽ dặn như thế nào? Hai bác cháu mới tâm sự. Mà cái mà quý nhất á, là cái gọi là ngàn vàng của con gái. Thì con phải giữ được cái đó, chồng nó mới yêu thương. Và mình cũng có một cái gọi là cái giá của mình á. Thì Trâm Vân dạ thấy cô nàng này khi mà Minh Quang nó cợt nhã trong nhà thì cô này nghiêm mặt lại. Anh đừng làm như thế trước mặt mẹ. Nhưng mà không biết sau lưng mẹ có thế không. Không biết. Như vậy là Trâm là rất nghe lời mẹ em.
Mà nói gì nói chứ lửa gần gơm lâu ngày nó cũng cháy. Mà cái lửa mà nó gần gơm hoài mà cái gơm nó bị tưới nước lên hoài không cháy được thì sao? Thì trong quá trình một năm chăm ở nhà em á, thì em chịu hết nổi rồi cái em mới nói thôi giờ cưới đi cho hợp thức hóa luôn. Có nghĩa là trong một năm trời đó là em chịu hết nổi đúng không? Mà em chịu hết nổi về cái chuyện là do Trâm giữ gìn hay là do mẹ em căn dặn em? Dạ là do bản thân em tự kềm hãm. Cả ba. Do cả ba mà do Trâm là nhiều hơn. Tại vì cứ một lần tới đụng là cô nói là em ở nhà anh mà giờ lỡ có chuyện gì rồi em khó coi khó nhìn mặt rồi ba mẹ em sao. Thế đó mới em mới kêu thôi như vậy thì mình cưới luôn đi. Mà Trâm ơi. Dạ. Em ở nhà đó mà em có bị hoài không? Dạ em biết dạ, em đang đóng cửa trong phòng thì anh này xuống gõ cửa. Em ơi mở cửa nói cái này nè. Anh nói cái gì? Thì anh nói cái này thôi. Nói xong rồi anh đi lên. Thôi anh ở ngoài đi anh nói gì đó. Đứng cửa rồi anh nói đi chứ. Em trong này em nghe rõ lắm. Thì anh này cứ đứng một hồi không được, bắt đầu hậm hực. Thì bữa thì đi lên sân thượng nằm, bữa thì chạy xe vòng đi chơi trong cái thái độ mà rất là tức tối. Nhưng mà không làm gì được. Đó là buổi tối à? Dạ ban ngày luôn, tại vì ba mẹ đi làm nguyên ngày á, hầu như là cứ 2-3 bữa là xuống. Trời ơi là sống luôn nha. Nữ ở dưới nam ở trên lầu người ta nói ba mẹ đi vắng hoài á, trời ơi nó không xách xe chạy vòng cũng ngủ. Không vậy là cảm ơn mẹ. Dạ. Tại vì mẹ dạy mẹ giáo dục con vậy là quá hay, chứ còn đúng là chị cho mà cả lửa cả rơm nó ở sát bên nhau vậy mình không quản quạt như vậy thì quá hay đó. Rồi sau khi cưới về thì bây giờ có phát hiện ở anh này có điều gì xấu không? Dạ sau khi cưới về thì nó không còn màu hồng như hồi yêu nữa. Bây giờ cái chuyên mục giặt mặt mà. Cái chương trình đặc sắc của ta là cái chuyện cái phút này nè, đó nói đi. Dạ cưới về thì anh này mỗi lúc một nóng tính hơn và hay la những cái việc lặt vặt. Thì ví dụ như là đi ra xe mà quên nón với khẩu trang, kêu ở anh ơi đứng đợi em chút xíu đi, em vô em lấy nón em lấy khẩu trang. Có nhiều đó mà cũng quên, đi tới đi lui có nhiều đó mà cũng quên. Người gì mà bất cẩn hậu đậu quá vậy? Tại vì cái đó em đã nhắc nhiều lần rồi mà cô này cứ có tính hay quên như vậy. Chứ mình đâu có muốn la vợ mình đâu. Còn gì đâu. Dạ, cái thứ hai nữa là từ khi mà cưới về khoảng được nửa năm thì tụi em có từ Sài Gòn về tỉnh để làm quán bán. Thì anh này nhậu rất là nhiều, hầu như là đêm nào cũng đi. Còn nếu như mà ít là khoảng 2-3 bữa đi một lần. Mà nhậu thì không nhậu sớm, 9 giờ đêm bắt đầu nhậu. Bữa nào mà về sớm là 12 giờ đêm. Tính của em thì không có chồng ở nhà không ngủ được. Em có nói là anh ơi đừng có đi nhậu thế này thế nữa, nhưng mà anh không nghe. Thì hai vợ chồng lại tiếp tục cãi nhau những cái chuyện như vậy nữa. Thường á thì là những ông chồng mà khi mà nhậu xỉn vô đó, cái này anh không biết là quen như thế nào. Đôi khi mà người ta không kiểm soát được cái hành động cũng như lời nói của người ta thì đôi khi là hay lôi những cái chuyện cũ ra nói á. Dạ đúng rồi, anh này thì chuyên gia cứ nhậu bữa nào mà xỉn lắm á thì về nhà ngủ thôi, không nói gì hết. Còn bữa nào mà xỉn hơi á thì bắt đầu về là hồi xưa em lăng nhăng với người này, em lăng nhăng với người kia, em chấp chích này nọ, là lôi hết chuyện cũ ra thôi. Là chồng em là dân IT nữa. Dạ. Rồi có khi nào mà cài phần mềm gì vô máy em không? Dạ có, khi mà hai đứa đang quen nhau á thì anh này sau cái đợt phát hiện em chat với người yêu cũ thì có cài phần mềm vô điện thoại của em. Tức là ai nhắn tin tới cho em hoặc là em gửi tin nhắn đi cho ai thì nhảy qua máy anh này. Gần nửa năm trời em mới biết được cái việc đó, là em rất là giận. Là bữa đó vô tình là hai cái điện thoại để gần nhau, thì điện thoại em bạn em nhắn tin tới thì kêu cái teng, rồi điện thoại anh này cũng kêu cái teng. Em kêu ủa sao hai điện thoại tự nhiên nó lại kêu cùng một lúc như vậy. Thì em mới lật điện thoại anh này lên thì em mới thấy là hai tin nhắn là y chang nhau, là cùng số gửi. Dạ thì em mới giận quá, em kêu anh này vậy là tại sao anh lại không tin tưởng em, tại sao anh lại làm những cái việc như vậy. Mình yêu nhau cũng lâu mà sao anh lại cài phần mềm thế này thế nọ, em là không có đồng ý, em rất là buồn. Thì anh này vẫn tỉnh bơ không trả lời gì hết. Dạ cái đó là phương án của em. Phương án tỉnh như là không có chuyện gì xảy ra mà tại sao em phải làm vậy, em không tự tin bản thân mình hay sao? Tại vì lúc mà trước khi cưới là em có phát hiện ra là cô này chat với người yêu cũ. Xong rồi từ đó em đặt cái mối nghi ngờ, em thử coi cô này có còn ai nữa không. Nên em thử cài đặt mà mình cũng test thử cái phần mềm mà của mình làm ra luôn. Nhưng mà cái đó nguy hiểm lắm á. Gọi là nghe gì nghe là thông tin cá nhân là dễ bị vi phạm pháp luật lắm đó nha. Bỏ chưa? Bỏ đi. Rồi. Rồi bây giờ tới quen đó. Sau khi cưới về thì bà xã em có cái tính hay quên hơn. Mà đặc biệt một cái á là
khi mà hai vợ chồng xảy ra xung đột hay tranh cãi á, thì Trâm cứ im lặng. Tới khi nào mà em hết chịu nổi rồi em la lên thì cô ấy mới bắt đầu suy nghĩ rồi nói. Còn gì nữa không? Dạ không, Trâm gần như hoàn hảo rồi. Chỉ có hoàn hảo. Nếu là hoàn hảo vậy thì chắc đâu có mong muốn Trâm thay đổi điều gì hả? Dạ chỉ mong muốn Trâm thay đổi một điều là khi mà em nói, Trâm hãy nói chuyện với em. Chị hỏi lý do tại sao Trâm lại không nói? Không phải là em không muốn nói mà tại vì anh này rất là nóng tính. Khi mà em nói cái gì ra mà anh này không vừa ý là anh nạt lại liền. Khi đó là mình cảm thấy là thôi thì mình nhịn đi, mình nhịn cho nó qua chuyện đi. Chứ mình nói rồi hai vợ chồng lại cãi nhau lớn tiếng nó không có hay. Khi nào mà em tức quá, em kìm nén không nổi thì em mới nói một vài câu xong rồi thôi. Vậy em có mong muốn chồng em thay đổi là mỗi lần tức giận lên chồng em đừng nói gì không? Dạ không, thì em vẫn muốn anh nói ra những cái điều mà đang tức tối trong lòng. Ví dụ như là muốn em thay đổi cái gì là anh phải nói ra. Nhiều khi mà anh tức em thì em hỏi là anh ơi có chuyện gì vậy, thì anh quay qua tự hiểu đi. Em không có biết chuyện gì đâu mà tự hiểu. Thì anh cũng phải gườm gườm mặt cũng 1-2 tiếng đồng hồ sau thì anh mới chịu nói với em. Thì nhiều khi như vậy em cảm thấy rất là buồn. Chị nghĩ rằng những cái mong muốn của vợ em đối với em á, chị nghĩ là chính xác. Tại vì thực ra em nghĩ rằng á, lúc mà em nóng lên mà Trâm nói đôi co với em á, thì em nghĩ rằng cái việc đó nó mau kết thúc cái phần mà tranh luận. Nhưng mà biết đâu chừng á, nếu mà Trâm mà nói qua nói lại á, thì cái xung đột nó bùng nổ hơn nữa. Tại vì tánh em nóng á. Đó thì chị thấy là nếu mà nói về sữa đó thì bên đây sữa nhiều hơn bên đây. À, thôi đừng có nạt vợ mình. Một người vợ nhỏ nhắn như thế này rồi mình lớn rồi, nạt nữa thấy tội nghiệp. Nghe. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Dạ, cảm ơn.